5 phút, được chưa? Thì khi mà chúng ta thi cái kỹ năng nghe đầu tiên, xong khi kỹ năng nghe xong là chúng ta sẽ qua kỹ năng đọc, được chưa? Đọc xong thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tới viết. Đó. Viết xong và cuối cùng là chúng ta sẽ đến kỹ năng là kỹ năng nói, được chưa? Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào và thấy đầu tiên là kỹ năng đọc. Kỹ năng đọc của chúng ta sẽ gồm 45 phút, và trong 45 phút đó, được chưa? Chúng ta sẽ trải qua những phần gì? Chúng ta sẽ nhìn vào cái giáo trình. Đó, nó sẽ thấy đây, trong kỹ năng đọc của chúng ta thì theo tổng của chúng ta là chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 phần. Được chưa nào? Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy đó, tổng của chúng ta là sẽ gồm là 6 phần. Được chưa? 6 phần. Đó. Và trong 6 phần này của chúng ta, tổng điểm của chúng ta sẽ là 32 điểm. 32 điểm này sẽ tương ứng với lại 32 câu, được chưa? Mỗi câu đúng là chúng ta sẽ được một điểm. Đó, chúng ta chú ý 32 điểm, 32 câu, mỗi câu đúng sẽ là một điểm. Được chưa nào? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi từng phần của nó sẽ như thế nào. Thì trong phần đầu tiên của chúng ta, họ kêu chúng ta sẽ gồm có 5 câu hỏi, được chưa? Và gồm có 5 địa điểm. Và chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn A, B, C để mà chúng ta trả lời mà thôi. Được chưa? Qua cái phần thứ hai là chúng ta cũng có 5 câu hỏi tương ứng với 5 điểm. Và phần này đề bài cho chúng ta rất là margin, tức là ghép nối. Được chưa nào? Ghép nối. Đó, chúng ta sẽ coi thử là cái nào, được chưa? Người nào sẽ thích hợp với lại cái nào. Đó, thì chúng ta sẽ ghép nối nó vào, được chưa? Tiếp theo qua phần thứ ba của chúng ta. Phần thứ ba của chúng ta cũng sẽ gồm có 5 câu tương ứng với 5 điểm. Phần thứ ba này là bắt đầu là sẽ nhiều hơn, chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn A, B, C, D lận. Được chưa? Phần đầu tiên là chỉ có 3 sự lựa chọn thôi, nhưng mà phần thứ tư tới 4 sự lựa chọn A, B, C, D lận. Đó là phần thứ ba. Qua phần thứ tư, được chưa nào? Phần thứ tư. Cô mất mic cô ơi. Cô đây sao em ơi? Mic cô nó mới bị mất hết. Cái gì Trường ơi? Cái gì Trường ơi? Cô nghe không rõ Trường ơi. Em nói lại được không Trường ơi? Em chắc trong phần chắc thôi. Mic của cô mới bị mất hả? Rồi, tụi em đã nghe rõ chưa? Cả lớp đã nghe rõ lại chưa cả lớp ơi? Dạ rồi, ok rồi, cô cảm ơn tụi em. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Qua phần thứ tư, họ kêu chúng ta là gap test. Gap test nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phần này sẽ là một phần mới, được chưa? Phần thứ tư là sẽ là một phần mới như chúng ta. Phần này là bài sẽ cho chúng ta một đoạn, được chưa nào? Và trong đoạn đó sẽ có 5 câu, được chưa? Đề bài lấy ra cho chúng ta 5 câu. Được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta coi thử là cái vị trí nào, ở đâu, câu nào thích hợp. Và đề bài cho chúng ta tổng cộng là 8 câu lận, tức là chúng ta sẽ có 3 câu là chúng ta sẽ không sử dụng tới. Lát nữa chúng ta sẽ làm bài tập thì chúng ta sẽ biết được rõ ràng hơn. Được chưa? Đó. Đây là phần thứ tư. Qua phần thứ năm là phần four option multiple choice. À, thì phần này cũng là bốn sự lựa chọn A, B, C. Thì phần này cũng là phần cũ rồi, tức là chúng ta đã quen dần với phần này rồi. Chúng ta chỉ bị gọi là cái gì ta, lạ lẫm với lại là phần số 1 nè, là phần A, B, C đó. Lát nữa chúng ta về chúng ta sẽ thấy phần số 2 là phần margin nè, được chưa? Đó, đó là cái phần thứ năm của chúng ta. Và phần cuối cùng, được chưa nào? Phần cuối cùng của chúng ta là phần số 6, là phần open close. Đó. Phần này là chúng ta bắt đầu, phần này sẽ không có A, B, C, D mà không có cái gì hết. Được chưa? Đó. Nào, chúng ta sẽ phải đọc bài. Xong rồi tụi em sẽ phải tự điền từ, tụi em hiểu chỗ đó là thiếu từ gì, xong rồi tụi em sẽ phải tự điền vào cái từ đó, nó không có gợi ý gì hết. Trâm Anh ơi, em đang giơ tay hả? Trâm Anh ơi, Trâm Anh ơi, cô thấy em đang giơ tay, có chuyện gì vậy Trâm Anh ơi?
Vũ thị Trâm Anh, cô thấy hệ thống báo em đang giơ tay, em có chuyện gì hả Trâm Anh ơi? Dạ em không nghe được hả? Trâm Anh ơi, em nghe rõ cô nói chưa? Bạn Luân kêu bạn Luân vẫn nghe được nè, các bạn có nghe được cô nói rõ không tụi em ơi? Dạ có cô ơi. Ờ vẫn nghe đúng không? Rồi cô cảm ơn. Trâm Anh ơi, em thử kiểm tra lại cái loa của em thử Trâm Anh ơi. Rồi, được chưa nào? Phần này là phần tụi em phải tự điền vào. Và trong phần này có một cái yêu cầu của đề bài. Đó là chúng ta chỉ được điền vào một từ mà thôi. Được chưa? Bạn nào điền vào hai từ, tuy hai từ đó đúng chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không có điểm. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bài test đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta là test 1. Được chưa? Để chúng ta sẽ làm quen dần với lại cái đề, coi thử là cái đề này trong vòng 45 phút chúng ta sẽ phải làm những gì, được chưa? Và các em cũng biết rồi là cái phần thi này chắc là buổi đầu tiên đó, cô Tú Trân cũng có nói cho chúng ta rồi đó, là tụi em tổng cộng của chúng ta là thi 4 phần đúng không? Chúng ta sẽ có là 122 điểm. Thì chúng ta sẽ thấy điểm cao nhất của chúng ta là phần writing, chúng ta tới được 40 điểm lận, mà chúng ta chỉ có cần viết hai phần thôi là chúng ta đã được 40 điểm rồi. Phần tiếp theo là phần reading tới tận 32 điểm và hai phần còn lại 25 điểm đó. Thì chúng ta cũng thấy là phần writing á, đó nó tới tận 40 điểm, phần reading cũng vậy, cứ bộ câu đúng là chúng ta đã được một điểm rồi. Nên thành ra chúng ta cố gắng nghe kỹ lời cô dạy để chúng ta vào, chúng ta biết được cái câu này, à câu này chúng ta đã từng học rồi, chúng ta nhớ để mà chúng ta khoanh vào để cho đúng. Chúng ta sẽ thấy 85 điểm là chúng ta đậu đúng không? Còn 84 điểm là chúng ta vẫn gọi là rớt. Được chưa nào? Tuy thiếu có một điểm thôi, chúng ta chỉ cần đúng một câu thôi là chúng ta thành đậu, với lại không đạt, đạt với không đạt rồi. Đó. Nên thành ra là chúng ta cố gắng nha. Chúng ta chỉ ôn trong vòng có 5 tuần à. À mà chúng ta bị hững một tuần là tuần thi trung học phổ thông á, chúng ta sẽ được nghỉ. Nên thành ra chúng ta thành ra là 6 tuần, nên chúng ta cố gắng nha tụi em nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta vào cái test 1, được chưa? Chúng ta nhìn vào cái part 1, họ nói chúng ta là cái gì đây? Five marks tức là 5 điểm, được chưa? Questions 1 to 5, từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5. Họ nói chúng ta là look at the task in each question. Hãy đọc những cái mẫu tin trong mỗi câu hỏi dưới đây. What does it say? Nó nói cái gì, được chưa? Circle the correct explanation. Họ yêu cầu chúng ta là circle. Tụi em chú ý cho cô, phải làm đúng yêu cầu đề bài thì tụi em mới có điểm. Đề bài yêu cầu chúng ta circle, tức là chúng ta phải khoanh lại, được chưa? Đề bài yêu cầu chúng ta circle, tức là chúng ta phải khoanh lại đó. Còn nếu như, được chưa, khi chúng ta làm bài, tụi em chọn câu trả lời đó, tụi em chọn đúng, nhưng tụi em không phải là circle, mà tụi em nào là tụi em đánh dấu x vào nè, hoặc là tụi em đánh dấu tích vào nè, hoặc như thế nào đó, được chưa, thì chắc chắn rằng tụi em sẽ không có điểm. Được, được chưa nè, tụi em nhớ chưa, nhớ lời cô dạy. Đề bài yêu cầu cái gì thì chúng ta sẽ phải làm cái đó thì chúng ta mới có điểm. Thì khi chúng ta thi cái này, ngoài kỹ năng chúng ta làm đúng câu hay không, chúng ta còn có một kỹ năng là phải đọc đúng yêu cầu của đề bài. Đề bài kêu circle mà, thì chúng ta phải circle. Và chúng ta có thêm một cái ví dụ example nữa. Cái ví dụ luôn luôn, cái ví dụ này là cái ví dụ luôn luôn nó nằm ở trong đề thi của chúng ta luôn, được chưa nào? Ví dụ nằm trong đề thi của chúng ta luôn. Thì trong cái ví dụ họ đã cho mẫu chúng ta là circle rồi, là khoanh tròn rồi, họ vừa yêu cầu circle mà họ vừa làm mẫu cho chúng ta nữa, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta làm sai được. Tụi em nhớ điều đó, được chưa? Thành ra khi mà thi xong, tụi em cứ phản hồi là tụi em cứ nói là tại sao em thấy em làm được bài câu đó, em làm đúng mà tại sao em lại không đạt, như thế đó đó. Thì tức là chúng ta có những cái bị sai theo yêu cầu đề bài thì chúng ta sẽ không có điểm, được chưa? Rồi bây giờ câu đầu tiên, chúng ta cùng nhau nhìn vào câu đầu tiên cho cô, được chưa? Đó, chúng ta cùng nhìn vào câu đầu tiên, được chưa nè? Cô thấy các bạn đang ghi lại á, tụi em đừng có ghi lại, tụi em ghi lại là cô không có chạy được cái màn hình. Cô không thể chạy được cái màn hình cho các bạn khác nhìn. Đó. Cái màn hình bị tắt rồi đúng không cả lớp?
Dạ. Dạ đúng rồi cô ơi. Đó, thấy không? Tụi em đừng có ghi lại, tụi em ghi là nó sẽ bị dừng cái màn hình của cô. Sách là tôi thích vào trong giấy hoặc là như thế nào cũng được. Tụi em đừng đừng có ghi lại là tụi em sẽ bị dừng cái màn hình cô đang chiếu cho các bạn đó. Được chưa? Rồi, cô mở lại rồi, cả lớp nhìn được rồi đúng không? Đó, chúng ta nhìn vô câu đầu tiên. Được chưa? Cái format mới của chúng ta nhận được nó chỉ có ABC thôi, sẽ đơn giản hơn cho chúng ta. Đó, còn cái cũ là có tới ABCD lận. Bây giờ chúng ta nhìn vào number one. Chúng ta phải, đối với bài này, chúng ta đọc câu hỏi trước cho cô đi, xong rồi hãy đọc qua cái bản tin. Được chưa? Câu hỏi hỏi chúng ta là cái gì đây? Whose textbook does Natalie want to borrow? Whose textbook, whose? Có nghĩa là của ai? Được chưa? Textbook là quyển vở của ai? Phải đề bài hỏi chúng ta là bạn Natalie đó muốn borrow là gì? Borrow là mượn đúng không? Bạn Natalie muốn mượn quyển vở của ai? Được chưa? Đề bài cho chúng ta là ba cái tên. Được chưa? Là Ken, Mara và Francesco. Đó. Đề bài cho chúng ta là ba cái tên. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là coi thử là bạn Natalie đó, đó cho chúng ta là mượn quyển vở của ai. Giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đọc. Được chưa? Khi đọc thì chúng ta cũng sẽ lấy bút, chúng ta sẽ gạch chân, được chưa? Gạch chân dưới những cái từ mà chúng ta thấy là nó quan trọng. Đó, nó quan trọng. Cô ví dụ như chúng ta nhìn vào Francesco, được chưa? Chúng ta nhìn vào đây. Này cô chưa chiếu hết, cô xin lỗi còn khúc dưới nữa. Rồi đây. Francesco, được chưa? Đó. Tiếp theo, họ nói cái gì đây? Problem, problem. Ủa, có vấn đề rồi, có vấn đề rồi. Được chưa? Vấn đề gì đây? Mara borrow my history textbook. Bạn Mara như thế nào vừa với mượn quyển vở lịch sử của tôi. And she's away. Và cô ấy đi mất tiêu rồi. Could you lend me yours? Lend là gì nhỉ? Borrow là mình mượn của người ta đúng không? Ví dụ như cô mượn của tụi em gọi là borrow. Được chưa nè? Và tụi em cho cô mượn thì gọi là lend. Em hiểu có hoàn cảnh của từ borrow với từ lend chưa? Đó. Thật ra could you lend me yours? Là bạn có thể cho mình mượn của bạn được hay không? Từ do mà thêm s có nghĩa là của bạn được hay không, tức là cuốn gì, cuốn vở của bạn được hay không. Đó, leave it with Ken. Leave tức là đưa đưa nó cho bạn Ken nhé. When you see him, hãy đưa nó tức là gì, tức là cái quyển vở đó, quyển vở lịch sử đó, hãy đưa quyển vở lịch sử cho bạn Ken khi mà bạn thấy bạn Ken nhé. Thanks Natalie, cảm ơn nhiều Natalie. Được chưa nè? Thì bây giờ đã xong cái này rồi thì chúng ta nhìn thấy là ABC, chúng ta sẽ chọn cho cô AB hay là C nè. Tụi em cứ đánh vào trong cái phần tin nhắn đó, cô đọc được hết nha. Đó, ABC. Sau khi chúng ta đọc xong, giải thích xong thì chúng ta chọn ABC. C, cô đã nhận được câu trả lời đầu tiên của bạn Hữu Sang là C. Minh Ngọc cũng là C. Ok, C. C, yes. Rất là dễ đúng không? Khi mà chúng ta đã phân tích được, hiểu được thì chúng ta chọn câu trả lời đúng rất là dễ. Đối với câu này, chúng ta đi vào chúng ta hay dễ bị nhầm. Được chưa? Dễ bị nhầm là leave it with Ken. Tụi em đọc đó, tụi em cứ tưởng là à mượn bạn Ken hoặc như thế nào đó, được chưa? Và đáp án chính xác của chúng ta là câu C, Francesco. Được chưa nào? Cái phần đọc của B1 á, chúng ta phải có từ vựng, được chưa? Tại vì chắc chắn với chúng ta là phần này họ đánh đố chúng ta bằng từ đồng nghĩa đó tụi em. Tức là cái phần cái test bên cạnh và những cái câu ABCD đó nó sẽ có từ đồng nghĩa. Được chưa? Chính vì vậy mà chúng ta phải có được từ vựng thì chúng ta mới làm được phần này. Được chưa nào? Cứ một câu đúng là chúng ta sẽ được một điểm. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng đọc thật kỹ cho cô câu số 2. Và chúng ta chọn cho cô đáp án ABC. Chúng ta cứ đánh trong phần tin nhắn đó để cô đọc và thử bạn nào có chọn được câu đáp đúng hay không. Đúng không đã rồi cô mới giải thích tiếp. Đọc thật kỹ và chọn thử ABC. Rồi cô đã nhận được câu trả lời của bạn Luân là B. 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 Ok, cô nhận được câu trả lời của các bạn là B. Rồi. Được chưa? Bắt đầu chúng ta sẽ coi thử câu trả lời của các bạn chọn B có đúng hay không.
Đối với những câu này tụi em để ý cho cô, nó sẽ có câu có câu hỏi, như câu số 1 lúc nãy á, là nó có câu hỏi để chúng ta trả lời, được chưa? Hoặc là chúng ta sẽ không có câu hỏi, chúng ta phải coi thử, phải tự hiểu là cái bảng này nó nói cái gì, nó ám chỉ điều gì, được chưa? Chúng ta nhìn về, chúng ta sẽ thấy là this car park. Car park là gì nhỉ? Là cái bãi đậu xe hơi, đúng không? Is locked. Clock là gì? Chúng ta có biết nghĩa của từ clock không? Đóng, đúng không? Là đóng là khóa đó. Đóng khóa, after. Đóng, chính xác. Đóng, khóa là cái after business hours. Business hours là gì? Các bạn nào biết cái nghĩa của từ business hours không? Giờ hành chính, chính xác. Cô là nhận thấy câu trả lời của bạn luôn, chính xác, giờ hành chính, được chưa? Là cái bãi giữ xe này sẽ được khóa lại, sự đóng lại sau giờ hành chính mỗi ngày, đó là cái bảng thông báo, được chưa? Sau giờ hành chính đó, chúng ta thấy cái bảng này sẽ đóng cửa sau giờ hành chính. Rồi giờ chúng ta đi từng câu ABC coi tự như thế nào. Câu A họ kêu là chúng ta là cái gì đây? User tức là người sử dụng, người dùng đó, phải làm sao? Phải đóng, phải khóa cái bãi giữ xe này sau khi rời đi, được chưa? Tức là chúng ta tự phải ngẫm nghĩ ra, phải tự hình dung. Đối với cái bài số 1 này nè, tụi em phải tự hình dung trong đầu là cái hoàn cảnh nó như thế nào. Chúng ta tự hình dung, à ví dụ như chúng ta đi vào siêu thị Bixi, đi vô để xe đó xong rồi quay ra đóng cửa Bixi lại, à đó là câu A, được chưa? Câu B họ kêu chúng ta là gì đây? People can park here while they are at work. Mọi người có thể đổ đậu xe ở đây trong khi đang làm việc, đúng không? Thì chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy cái từ park nó vừa là danh từ vừa là động từ. Danh từ thì là bãi đậu xe, động từ thì là đậu xe, được chưa? Đó, mọi người đậu xe ở đây trong khi họ đang làm việc. Trong khi họ đang làm việc tức là sao? Trong giờ hành chính, đúng không nào? Hay là sau giờ hành chính, hay là trước giờ hành chính? Đó, là trong đang làm việc tức là trong giờ hành chính, à có nghĩa là mọi người có thể đậu đổ xe ở đây trong giờ hành chính, đúng không? Đó là câu B. Câu C, this car park is for employees only. Cái bãi giữ xe này chỉ dành cho, các em đợi cô một chút nha. Business hour, được chưa? Nó đồng nghĩa với lại giờ hành chính đó. Mà trong cái thông báo của chúng ta, họ kêu chúng ta là after business hour, đóng cửa sau giờ hành chính, tức là sao? Trong giờ hành chính được đậu xe đó, tụi em thấy không? Đó là cái phần một của chúng ta rất khó, bởi vì chúng ta thứ nhất phải có vốn từ vựng, thứ hai chúng ta nó thường hay dùng cho chúng ta là đồng nghĩa đó, để chúng ta biết được như thế nào đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3, được chưa nào? Chúng ta qua câu số 3 đó, được chưa? Chúng ta qua câu số 3 cho cô. Rồi chúng ta đọc thật kỹ và cho cô biết được được là ABC. Đọc thật kỹ cho cô biết là ABC. Rồi, cô nhận được câu trả lời của các bạn là A, A, A. A, ok. Có những câu trả lời của bạn là A, được chưa? Đối với câu này thì chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy nó lại có câu hỏi, đúng không? Thì chúng ta phải đọc câu hỏi trước. Nhớ luôn đọc câu hỏi trước cho cô. Đó. Three cars front. Đó. Cái shop có tên là Rabbit Three Cars, đúng không nè? Đó. The CD you order, đúng không? Cái đĩa mà bạn như thế nào, cái đĩa CD mà bạn như thế nào đặt. Được chưa? Đã đến ngày hôm nay rồi. But. Từ but tức là nó ngược lại với đằng trước, đúng không? But someone sorry. Nhưng ai nó đã bán nó mất tiêu rồi, được chưa? They really sorry. Đó. Thật sự là xin lỗi, đúng không nè? They reordered, được chưa? Và như thế nào? Reorder là đặt lại, được chưa? Đối một động từ mà có từ re đằng trước tức là lại, đúng không? Đó, tôi sẽ đặt lại nó. Available next Monday at the latest. Và nó sẽ có mặt ở đây như thế nào?
trễ nhất là vào thứ hai tới, được được chưa nào? Đó, trễ nhất là thứ hai tới đó. Vậy là cái nội dung là gì? Họ gọi điện để họ xin lỗi đúng không? Họ xin lỗi vì cái việc là bán mất cái đĩa CD mà bạn này bạn đặt rồi, được chưa? Rồi chúng ta coi thử câu A họ nói gì đây? To apologize đó, chúng ta đã thấy một từ đồng nghĩa với lại cái từ ở bên cái bản tin đúng không? Bạn apologize thì là xin lỗi, nó đồng nghĩa với lại động từ là sorry, xin lỗi về một vấn đề gì đó. Apologize for a mistake, về cái lỗi, về cái đơn order của bạn Frank là câu A, được chưa nào? Câu B là gì? Đề nghị rằng cái gì đây? Frank comes in later this week. Frank đến vào một ngày khác đúng không, trong tuần này đó. Đề nghị là đến vào ngày khác trong tuần này, this week, và chú ý là this week nha, trong tuần này. Câu C là gì? Để nói rằng cái đĩa của bạn CD như thế nào, is ready for collection, đã có rồi, có mặt rồi, được chưa? Đó là câu C. Thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng khi đọc xong ta nhận ra được câu đúng của nó chắc chắn là câu A đúng không nào, chắc chắn là câu A đó. Rồi vậy là câu B, tại sao câu B lại sai? Bởi vì sao? Không phải đến vào this week mà là gì? Cái đĩa này sẽ đến chúng ta là vào next Monday at the latest, đúng không? Tức là bạn Frank phải đến trễ hơn, phải next đúng không? Phải next thì mới gì được, nên không đúng. Câu C đó, nói rằng cái đĩa của CD ready for collection là không đúng, đúng không nè? Vậy là xóa gọi xin lỗi, chắc chắn chúng ta đúng là câu A, không có gì khó hết đúng không? Rồi chúng ta chuyển cho cô sang câu số 4, đọc thật kỹ và chọn cho cô biết là ABC. Rồi cô đã nhận được câu trả lời của bạn Hương là câu B. Try on summer evening, được chưa? Các bạn thông báo đó là có đội hội hội nhạc try, được chưa nào? Ở đâu đây? Vào một buổi tối của một ngày mùa hè, được chưa? Rồi, no tickets left. No ticket left có nghĩa là gì? No left tức là không còn nữa, được chưa? No left tức là không còn nữa. Diễn buổi trình diễn vào ngày chủ nhật. Theo em là câu C. Ủa, vậy là đầu tiên là Luân chọn câu A, xong rồi em chuyển sang câu C đúng không? Đúng không? Đó. Ok, rồi Sang vẫn chọn câu C. Ok. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta coi thử câu A là gì. Chủ nhật are already sold. Already là hết rồi. Thì chưa, sold là bán đúng không?
vé đã bán hết tất cả tối ngày chủ nhật, ok bán hết rồi, already sold bán hết rồi, sale sold sold là bán hết rồi, được chưa? Còn câu B là gì đây? You must book, bạn phải đặt ticket là vé, bạn phải đặt trước vé, được chưa? For Sunday in advance đó, cho cái vé của ngày chủ nhật, được chưa nào? Đó là chúng ta thấy rõ ràng nhìn vô câu B là chúng ta thấy là nó không có khớp rồi đúng không? Chúng ta có thử câu C. A ticket is not necessary for Sunday evening. Necessary là không cần thiết. Tức là sao? Cái buổi trình diễn vào tối chủ nhật thì vé thì không cần thiết. Tức là sao? Vào cửa free, không có bán vé, không cần gì hết á. Vậy thì chắc chắn là câu nào đúng đây? Chắc chắn phải là câu A chứ, đúng không nào? Câu A chứ. Các bạn thông báo họ kêu chúng ta là no ticket left, là hết sạch sẽ vé rồi. Được chưa? Câu A là gì? Tất cả vé đều đã được bán hết rồi. Còn câu C là gì? It's not necessary, tức là không còn, không cần đâu, vé chẳng cần đâu, vô sao cũng được, free mà. Vậy chắc chắn của chúng ta câu này phải là câu A, được chưa? Rồi, được chưa nào? Câu A mất một điểm rồi đúng không Lâm? Cứ một câu đúng là được một điểm, được chưa nào? Đó. Rồi, chúng ta chuyển sang cho cô câu số 5, đọc thật là kỹ, được chưa? Để chọn câu số 5 cho cô nào. Cô mới nhìn thấy được một câu trả lời của một bạn bạn Phương thôi, cô chưa thấy câu của bạn khác, có thể tụi em có chọn câu khác ngoài câu A của bạn Phương hay không? Rồi, câu bạn Thắng cũng chọn là câu A. A rồi, cô thấy đa số các em đều chọn câu A. Đúng không nào? Rồi, chúng ta coi thử. Cái này nó lại có câu hỏi what does true do? What must đúng không? Là cho phải làm gì đây? Được chưa? Đó câu hỏi cho là phải làm gì? Must và true. A cô ạ. À. Rồi bạn Tấn chọn câu A, rồi tức là chọn câu A được chưa? Rồi mẹ mum, được chưa mẹ? À, viết lại những gì cho bạn show đây. I won't be back in time to take you to dance class. Mẹ không thể về đúng giờ để đón con đến lớp học nhảy được, đúng không nào? Đó. Vì vậy mẹ đã như thế nào đây? Sắp xếp đã nhờ vả Emily's mum, mẹ của bạn Emily, to collect you, collect, đúng không? Đến đón con, theo ngữ cảnh collect này nghĩa là đón đó, được chưa? Thu nè, đón đó, được chưa? Đến đón con vào lúc 5 giờ, được chưa? Please be ready and remember your things. Hãy sẵn sàng nhé, hãy đến lúc đó nha, hãy sẵn sàng nhé và hãy nhớ những cái vật dụng của con nhé. Được chưa nào? Rồi chúng ta coi thử câu A. Họ nói gì đây? Get ready for the dance class. Chuẩn bị sẵn sàng, được chưa? Cho cái lớp học nhảy trước khi, before, trước khi Emily's mother arrives. Trước khi mẹ của bạn Emily đến. Được chưa? Đó là câu A. Câu B họ nói chúng ta là gì đây? Ask for a lift. Chúng ta chú thích lại cho cô cái cụm từ là ask someone for a lift, là đi nhờ, được chưa? Đi nhờ, được chưa? Hỏi đi nhờ mẹ của bạn Emily đến lớp học. Có phải là bạn True hỏi đi nhờ hay không? Không phải bạn đó, đúng không? Phải hỏi đi nhờ, được chưa? Thành ra câu B loại luôn. Loại khi đọc lên là chúng ta đã loại được rồi, đúng không? Câu C là gì? Collect her things. Hãy lấy, thu gọn, thu lại, lấy đúng không? Lấy những cái vật dụng của mình cho lớp học nhảy from Emily's mother là gì? Từ mẹ của bạn Emily, đúng không nào? Từ mẹ của bạn Emily. Tức là sao? Sẽ lấy vật đồ từ mẹ bạn Emily nữa, đúng không? Không đúng. Vậy là chắc chắn câu số 5 sẽ là câu A. Được chưa nào? Chính xác, bố mẹ trong đây đưa cho cô đáp án đúng, câu A. Được chưa? Rồi. Kết thúc xong phần 1, 5 câu 5 điểm. Được chưa? Đối với phần này khi chúng ta đi thi, chúng ta cố gắng là một câu chúng ta đọc trong vòng khoảng cỡ 1 phút, phần 1 là dành 5 phút để làm phần này là được. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta qua phần thứ hai.
Phần thứ hai là một phần có thể là khá mới với chúng ta, nên chúng ta đọc thật là kỹ cho cô qua phần thứ hai. Được chưa? Part 2, five marks là 5 điểm. Cô cũng có ghi cho nó là 5 điểm. Một câu đúng cũng được một điểm. Được chưa? Đọc đề. Họ nói chúng ta là cái gì đây? Question 6 to 10, từ câu hỏi số 6 đến câu hỏi số 10. Các bạn thiếu niên bên dưới đây, below là bên dưới đây, được chưa? Thì đang tìm một cuốn tạp chí để đọc. Looking for a magazine to read. Đó, tìm một cuốn tạp chí để đọc. There are descriptions of eight magazines. Nó có cho chúng ta là 8 mô tả, đúng không? Sự mô tả của 8 cái tạp chí này dành cho các bạn trẻ đó, được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì đây? Decide which magazine. Hãy quyết định là cuốn tạp chí nào. Cuốn tạp chí sẽ đứng đầu là từ từ cái ký tự A đến ký tự H, được chưa? Sẽ thích hợp với những người nào, là từ số 6 đến số 10. Và đây, yêu cầu của đề bài là cái ô đậm cô đưa ra chúng ta đó, yêu cầu là gì đây? Write your answers in the table. Hãy viết câu trả lời của chúng ta vào trong cái bảng. Thì đối với bài tập part 2 này, khi chúng ta đi thi cũng vậy, là nó sẽ có một cái bảng nằm ở dưới đây. Đây, cái bảng của chúng ta đây. Được chưa? Là sẽ có question. Đó, từ số 6 đến số 10. Tiếp theo là answer. Được chưa? Tiếp theo là answer cho chúng ta. Đó. Được chưa? Answer. Đó. Và nhiệm vụ yêu họ yêu cầu chúng ta là write, viết câu trả lời của bạn vào bảng. Tức là chúng ta sẽ thấy số 6 thích hợp với lại ký tự ABC nào thì chúng ta viết vào, được chưa nào? Và chúng ta chú ý, khi mà chúng ta đi thi chỉ chấm điểm khi chúng ta viết vào cái cột này mà thôi. Được chưa? Đó, khi chúng ta viết vào thì mới chấm điểm. Còn nếu chúng ta có câu trả lời đúng, được chưa? Nhưng tụi em viết ở đâu? Tụi em là viết ở bên này chẳng hạn, như câu số 6. Thôi bây giờ tụi em viết ABC gì đó, số 7 BCD gì đó, tụi em viết ngay cái cột phía bên này là nó sẽ không có điểm. Chỉ tính điểm khi chúng ta viết đúng vào cái cột, đúng vào cái bảng, cô xin lỗi, đúng vào cái bảng mà đề bài yêu cầu chúng ta mà thôi. Được chưa? Đó, và chúng ta chú ý cho cô là mỗi người chỉ đúng với lại một ký tự mà thôi. Còn nếu khi chúng ta đi thi mà chúng ta viết ví dụ như là câu hỏi số 6, chúng ta viết cho cô là A rồi cả B nữa, A và B cùng viết vào luôn, thì ví dụ như câu A đúng thì chúng ta cũng không có điểm. Để em chú ý cho cô, một người chỉ ứng với lại một ký tự mà thôi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta coi thử. Đây, tổng cộng là chúng ta có tổng cộng là 5 người cả thảy. Được chưa? Đối với những bài này, được chưa? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta đọc và chúng ta sẽ gạch chân dưới những cái yêu cầu của họ, được chưa? Để chúng ta sẽ tìm được cái thích hợp với họ một cách dễ dàng hơn. Đó, giờ đầu tiên là chúng ta nhìn vào cho cô là các bạn Olaf, bạn đầu tiên trước. Bạn muốn cái gì đây? Muốn đọc những câu chuyện, good life tourist stories, muốn câu chuyện mà that people his old age have written. Những người mà cùng lứa tuổi với bạn ấy viết đó. Tại cái đầu tiên chúng ta gạch chân dưới là như thế nào đây? His old age written. Được chưa nào? Đó. Cái đầu tiên chúng ta gạch dưới là his old age written cho cô. Được chưa nào? Đây là cái đầu tiên. Đó. Được chưa? Cái tiếp theo bạn ấy còn thích gì nữa? He's also keen on. Tụi em chú ý cho cô cái từ họ sử dụng cho chúng ta là keen on, tức là like. Được chưa? Ở trên nó đồng nghĩa là would like. Ở trên dùng would like rồi. Ở dưới họ chuyển thành từ khác là từ keen on. Ấy cũng thích cái gì đây? Music. Đó. Là đánh dấu lên từ music. Thích music. Được chưa? Và bạn ấy còn muốn cái gì đây? And would like some recommendation. Đây, cụm từ này. Để chờ recommendation là gì đây? Là những cái đề xuất, được kêu những cái đề xuất về những cái ban nhạc hay nhất để mà nghe. Đề xuất về gì đây? Best band, về ban nhạc, chứ không phải là đề xuất về cảnh hay là fashion show như thế nào đó. Đây, được chưa? Đọc những phần này, tụi em chú ý khi chúng ta đi thi cũng vậy. Thầy cô chỉ chấm một cái bảng thôi, thành ra những cái phần trên như thế này tụi em được quyền lấy bút, tụi em khoanh vào, tụi em gạch chân hay tụi em làm thế nào cũng được, không vấn đề gì hết. Thầy cô chỉ chấm điểm vào các bảng phía dưới thôi, nên tụi em cứ sợ là ví dụ như phải giữ bài của mình sạch sẽ hoặc như thế nào thì không cần vấn đề gì hết, cứ lấy bút gạch chân dưới những cái cụm mà tụi em thấy quan trọng, không có vấn đề gì hết, được chưa?
Đó thì cô không chấm điểm phần phần trên này không chấm, chỉ chấm điểm cái bảng ở dưới mà thôi. Rồi, đây là những yêu cầu của bạn Olaf. Chúng ta đã gạch chân dưới những cái quan trọng rồi. Tiếp theo chúng ta xuống bạn Vector. Bạn Vector muốn gì đây? Wants to know more about the lives of famous people. Bạn ấy lại muốn đọc những cái gì đây? Cuộc sống của những người nổi tiếng. Đó, chúng ta gạch chân dưới, được chưa? Who frequently appear in the news. Những người mà thường xuyên xuất hiện ở trên tin tức, đúng không? Đó, bạn Vector muốn đó. Bạn ấy cũng thích cái gì nữa? Lại thêm một cái chúng ta thấy cái cụm từ là be interested in, thích thú với lại cái gì đó thì nó cũng giống như like, cũng giống như would like, cũng giống như keen on vậy đó, được chưa? Bạn ấy cũng thích thú về cái gì đây? Clothes, đó. Highlight là một cái nút là quần áo, đúng không? Con gái mà, đúng không? Thích quần áo. Và bạn ấy cũng muốn recommendation, đó, những cái đề xuất về cái gì đây? What to wear, đó, đề xuất là những cái nào mặc, như là hôm nay là hè, thành ra là những mẫu họa tiết hoa rồi sẽ lên ngôi hoặc như thế nào đó, đó, bạn ấy muốn những cái ý kiến, những cái đề xuất, những cái xu hướng mới nhất về thời trang, đó là của bạn Betha, chúng ta chú ý, được chưa nào? Rồi tiếp theo chúng ta qua bạn Hero, được chưa? Bạn Hero và I am, và gì đây? And his sister, đó, his sister, được chưa? Và chị gái hoặc là em gái gì đó của bạn. Thì thích cái gì đây? Learning more about the latest international events. Đó, mấy bạn. Đó, được chưa? Những cái sự kiện gì đây? International là gì? Quốc tế. Latest là mới nhất, hot nhất. Được chưa? Những sự kiện quốc tế mới nhất, hot nhất. Đó. Và họ cũng thích như thế nào? Như thế nào đây? They are also keen on the cinema. Đó. Thích gì đây? Thích đến rạp chiếu phim, đúng không? Và còn thích cái gì nữa? Read different opinions on what to see. Đó. Và bà ấy còn muốn đọc, được chưa? Những cái ý kiến khác nhau về nên xem cái gì, ra làm sao, giống như là review vậy đó. Có nên coi bộ phim này hay không, như thế nào đó. Đây là những cái yêu cầu của bạn Hero and his sister. Được chưa nào? Đó, chúng ta có những cái này thì chúng ta sẽ tìm được mấy cái tạp chí rất là dễ, được chưa? Rồi, chúng ta qua bạn Harry. Bạn Harry như thế nào đây? Interested in geography. Geography là gì? Là địa lý, đúng không? Thích về địa lý. And natural world. Và thế giới tự nhiên, đúng không nào? Đó. Thích thiên nhiên, địa lý, thế giới tự nhiên. Rồi. He would also like to read articles. Đọc những bài báo như thế nào đây? That tell him about, mà kể cho anh ấy nghe về lives of people from other countries. Về cuộc sống của những con người mà như thế nào? Đến từ những quốc gia khác. Được chưa nào? Đó, đây là yêu cầu của bạn Harry. Được chưa? Và cuối cùng là đến bạn Joyce. Bạn ấy muốn cái gì đây? Going to concerts. Đó, thích, đúng không? Enjoy là thích, nó giống như like, cũng giống như interested in, cũng giống như keen on vậy đó. Thích gì đây? Đi đến những buổi hòa nhạc, đúng không nào? Đó. Và muốn gì nữa đây? Tìm hiểu thêm về những người trong ban nhạc yêu thích của bạn đó. Được chưa? Found more about people, được chưa? In her favorite bands, đó. Cái buổi hòa nhạc, được chưa? Tìm hiểu về những con người mà như thế nào trong cái ban nhạc yêu thích cơ, được chưa? Rồi ấy còn thích cái gì nữa đây? Thích đọc những cuốn tạp chí mà written by other teenagers, đó. Thích đọc những cái bài báo, được chưa? Do các bạn thanh thiếu niên khác viết. Đây là những yêu cầu của bạn Joyce. Vậy là chúng ta đã có hết, đã highlight hết lên những cái yêu cầu của những bạn trong đây rồi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo, chúng ta sẽ coi đây. Bên cạnh của chúng ta là sẽ bản tóm tắt của 8 cái bài báo A, B, C, D, nè, E, F này đó, 8 bài báo, được chưa? Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Cũng đọc thật kỹ cho cô 8 cái bài báo này, được chưa nào? Và cho cô biết thử là cái bài báo nào sẽ thích hợp với bạn nào. Đó, đối với những cái này chúng ta cũng sẽ highlight lên những cái ý chính để chúng ta chọn. Ví dụ như cái đầu tiên là cái A, good work. Được chưa? Good work trước. Họ kêu chúng ta is an entertainment magazine. Đây là một cuốn tạp chí giải trí, được chưa? Full of ideas. Có rất là nhiều ý tưởng về on what to do, về những việc cần làm. Được chưa? Ngoài ra nó còn mang đến cho chúng ta, còn cung cấp provide là cung cấp, details là chi tiết. Còn cung cấp cho chúng ta chi tiết về những cái bộ phim gì đây, những cái bộ phim mới nhất nè, các buổi hòa nhạc cũng mới nhất,
những cuộc triển lãm exhibition là các cuộc triển lãm mới nhất, fashion show và những cái thời trang mới nhất. À, nó có fashion, chúng ta đọc vô chúng ta thấy cái từ fashion quen quen quen. Vậy fashion là của bạn nào? Chúng ta sẽ lướt lên lại ra coi bạn nào thích fashion. Fashion là chỉ có mỗi một mình bạn Becca thôi. Rồi chúng ta coi thử cái này có thật hợp bạn Becca hay không. Fashion chúng ta cứ highlight lên trước đã, được chưa? Tiếp theo, if you have someone to refer to staying, được chưa? Đó, nếu bạn là một con người mà bạn thích như thế nào đấy, thích xem, thích thích những cái vấn đề đó đó, được chưa? Nếu bạn là thích những cái vấn đề đó thì nó cũng sẽ mang đến, nó cũng sẽ đề xuất cho các bạn những đĩa DVD hay nhất để mà xem, và là có fashion DVD hay nhất. Và chúng ta coi thử bạn Becca muốn gì, và Becca còn muốn biết về cuộc sống của những người nổi tiếng nữa cơ. Cái cuốn tạp chí này là chỉ nói về cái fashion mà thôi, đúng không? Chỉ có nói về cái fashion mà thôi. Thành ra là cái A này chúng ta thấy sao? Không nói về cuộc sống của những người nổi tiếng. Khi mà không nói về cuộc sống của những người nổi tiếng thì cái cuốn cái này nó có hợp không? Không, nó không hợp, và chắc chắn là A sẽ không hợp, đúng không nào? A không hợp và chúng ta loại A. Đó, cái cách mà chúng ta chọn là như vậy đó. Chúng ta sẽ đọc, được chưa? Rồi, chúng ta chọn, chúng ta đọc và xong rồi chúng ta chọn cái thử là người nào thích hợp với người nào. Tụi em đã có sách chưa hay là cô phải chiếu vậy? Tại vì cái này của chúng ta là nó có 8 cái mẫu, nó sẽ nằm trải dài hết cả cái trang này luôn. Thì chúng ta coi thử, chúng ta có sách để chúng ta nhìn, chúng ta có file để chúng ta nhìn không, hay là chúng ta phải nhìn trên slide của cô vậy? Chấm A hay như thế nào đó thì chúng ta để luôn, thì khi tụi em viết bài tụi em mới nhớ. To see Harry Olaf, ok. Rồi, khi đi thi rồi cô vui lên cô đổi thành tên khác thì sao, thì lại vô tiếp ra rồi bạn Olaf. Ủa, mình nhớ là mình đi học bạn Olaf, sao bây giờ mình đi thi ra bạn khác thì lại bị quýnh quán, đúng không? Tụi em chú ý cho cô là khi chúng ta đi thi là chắc chắn là sẽ không có 100% là như thứ tự 6, 7, 8, 9, 10 mà chúng ta đang học như vậy đâu, được chưa? Cái số 6 bạn Olaf, thứ 7 bạn Becca như thế nào đó không đúng đâu. Nhiều khi là sẽ có sự xáo trộn, đổi bạn số 10 lên bạn số 7, bạn số 7 xuống bạn số 9 chẳng hạn, cô ví dụ vậy đó. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu bài thì vô trong đó, dù cô có xáo như thế nào chúng ta cũng làm được đó, đúng không? Rồi, bạn tá chính là chọn cho cô là HECCB, ok. Còn bạn Luân để cô coi thử câu A đi với choice, tức là số 10, đúng không? Số 10 là A, C là Harry hả? Harry là số 9, là đi với C nè. Olaf là 6, là đi với D. Đó là câu trả lời của bạn Luân. Rồi, cô đã nhìn thấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau làm, cùng nhau sửa cho cả lớp. Giờ chúng ta đi qua câu B. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ qua B nè. Rồi, qua B là Things Now. Được chưa? Things Now is a successful music magazine. Ngay cái từ đầu tiên là chúng ta đã thấy rồi. Nó nổi tiếng là cái gì đây? Music magazine. Được chưa? Cuốn tạp chí về âm nhạc. Được chưa nào? For teenagers, dành cho các bạn tuổi teen. That list mà nó liệt kê ra cho chúng ta. Được chưa? Những ai? Who's playing? Ai đang chơi? Where and when and how to get tickets? Được chưa? Ở đâu nè, ai, ca sĩ nào, nhóm nhạc nào, được chơi chơi ở đâu, thời gian ra làm sao, được chưa? Và làm sao để mà mua vé được, đó là cuốn tạp chí và âm nhạc này nó có những cái việc đó, được chưa nào? Đó, quen gì đó. Interviews with well-known singers, được chưa? Chúng ta có cụm là well-known là famous đó, được chưa? Và nó còn có cuộc phỏng vấn với những ca sĩ nổi tiếng nè, được chưa? Cũng giống như là những groups, là những nhóm nhạc nổi tiếng. As well as cũng giống như là details biography. Biography là gì đây? Là tiểu sử, được chưa? Những tiểu sử chi tiết, được chưa? Về ca sĩ nè, hoặc là về nhóm nhạc nè. Đó. A included, tức là cũng ở trong cuốn tạp chí này luôn. Cuốn tạp chí này có hết. Được chưa nào? Rồi, it also gives its readers, nó cũng mang đến cho người đọc cái gì đây? The trends, cơ hội. Được chưa? Trends là cơ hội. To send in their old article, cơ hội làm gì đây? Gửi các bài báo của họ, được chưa? Họ
OD này tức là gì? Tức là reader đó, tức là người đọc. Được chưa? Có thể gửi những cái bài mà tụi em viết cho cái cuốn tạp chí này. Được chưa nào? Ở cuốn tạp chí này thấy bài nào được thì sẽ đăng lên. Vậy là chúng ta coi cuốn tạp chí này về âm nhạc nè, cuộc phỏng vấn của người nổi tiếng nè, có cả tiểu sử chi tiết của họ nữa. Rồi cũng có gì? Bài của những người đang đọc, đáng là dành cho teenager. Được chưa? Phải làm sao? Dành cho vậy có bài viết của những bạn tuổi teen nữa. Vậy thì chúng ta thấy là cái này có thích hợp với ai không? Chúng ta thấy cuốn tạp chí Teens Now có thích hợp với ai hay không? Để cô coi thử, cô thấy bạn chính chọn đây là thích hợp, ở đây là B. Thôi và cái cuối cùng tức là Troy, tức là số 10. Bạn Lê Uyên cũng vừa có câu trả lời là thích hợp với cái số 10, tức là bạn Joyce. Chúng ta nhìn lại lên bạn Joyce thử. Bạn Joyce thích đi như thế nào đây? Concert. Có, cuốn tạp chí này có. Tiếp theo, tìm những thông tin về những người bạn yêu thích. Đúng không? Có, trong cuốn tạp chí này có detail biography gì đó, đúng không nào? Đó, tiếp theo thích đọc những cái bài viết của những bạn tuổi teen khác nữa, có luôn. Vậy chính xác 100% là cái số 10 này, tức là bạn Joyce này nè, sẽ thích hợp với lại B. Đúng không? Số 10 là thích hợp với B. Đó, thì chúng ta sẽ ghi cho cô là B vào. Được chưa? Đó là chúng ta có điểm, đúng một câu là được một điểm. Được chưa? Xong. Đã có một điểm. Được chưa nào? Đó. Rồi. Rồi, bạn chính làm đúng nè, bạn Uyên làm đúng nè. Được chưa? Choice không đi với A, đúng không nào Luân? Rồi. Tiếp theo giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là bạn là C. NS Things. Được chưa? Cuốn tạp chí này, đó chúng ta cuốn khác. Cuốn này như thế nào đây? Nổi tiếng, well known, nổi tiếng về cái gì đây? It's wildlife and environmental content. Đó, chúng ta có cụm từ đây, content là nội dung. Vậy thì cuốn nội dung của cuốn tạp chí này nói về động vật hoang dã và môi trường, đúng không nào? Động vật hoang dã và môi trường. But it also has articles. Nhưng nó cũng có những cái bài báo về gì đây? History and culture of people from around the world. Nó cũng có những bài báo về gì đây? Lịch sử và nền văn hóa của những người mà khắp các nơi trên thế giới. Ủa, ai thấy quen quen không? Có thấy là bạn nào quen quen không? Bạn nào quen quen về cái scene này không? Ta nhìn lên thấy bạn nào biết về, muốn biết về cuộc sống, về con người này nọ thì chúng ta lại nhìn lên thấy IC đây. Like a people from other country. À, nói về cái Harry, đúng không nào? Về cái Harry. Có nhiều khi Harry đúng đó. Vậy là giờ chúng ta coi thử có đúng được không? Chúng ta lại đọc tiếp. Được chưa nào? Some of the article are long. Được chưa? Một số bài bản này thì rất là dài and detail và rất là chi tiết luôn, cực kỳ chi tiết. Được chưa? But the magazine is also famous for its fantastic photo journalism. Và nhân cái cuốn tạp chí này lại còn nổi tiếng về về cái gì đây? Fantastic photo journalism là cái gì nhỉ? Chúng ta có biết không? Những tác phẩm báo chí bằng hình ảnh rất là tuyệt vời, tức là những cái hình ảnh này nó nổi tiếng bởi những cái hình ảnh mà nhà báo chụp được những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Thì cái báo này nó có những khoảnh khắc đó, những cái bức hình, những cái bức ảnh mà vô tình chụp được nhưng nó tạo được một cái khoảnh khắc rất là đẹp, thì trong cái bài báo này có luôn. Được chưa? Đó, như vô tình chúng ta ra ngoài, chúng ta đưa mạng lên, ta chụp được những cái khoảnh khắc cực kỳ đẹp, lúc mà cái này, lúc cái kia, lúc mà bầu trời chuyển ra thành 10 màu chẳng hạn, cô ví dụ đó, đó 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 là chúng ta gửi cuốn tạp chí này. Tạp chí này nó có những các bạn, những cái bức ảnh tuyệt vời như vậy đó. Được chưa nào? Đó, tiếp theo there are also letters, và nó còn có cái gì nữa? Thư from readers, từ bạn đọc. Được chưa? Trong tạp chí này cũng có những lá thư từ bạn đọc, cuốn tạp chí này cũng sẽ đăng lên luôn, cũng như có map là có bản đồ này. Được chưa? Fact sheet, và cũng có những cái tờ thông tin nữa. Sheet là tờ, fact là thông tin, những cái tờ thông tin nữa. Và chúng ta coi thử là cuốn tạp chí này có hội tụ được toàn bộ những điều của Harry hay không. Hội tụ không? Để Harry muốn gì đó, muốn geography có, natural world có luôn, read article, những bài báo nói về lives of people in other country có luôn. Vậy chính xác, được chưa? Vậy là cái này, nine này chắc chắn thích hợp với lại C. Đó, chúng ta ghi C vào. Đó, được chưa nào? Rồi, đã chính với lại Uyên làm đúng. Được chưa? C Harry rồi, luôn đúng luôn.
Rồi chúng ta qua D, think people. Chúng ta lại chuyển qua bạn D là bạn think people. Đây, qua think people, nó nói gì đây? Some leading journalists, những cái nhà báo hàng đầu, được chưa, đã viết cho cái cuốn tạp chí Think People này. Được chưa? Đây là một cuốn tạp chí về cái gì đây? Đầu tiên là Journalist Leader Transcribed. Đó, vậy là cuốn tạp chí này chỉ là gì? Chỉ có nhà báo mới viết thôi. Vậy là không dành, không không có bài báo này nào về các bạn tuổi teen được viết hoặc là này nọ cả. Đúng không nào? Đó. Tiếp theo cũng là A Music Magazine. Cũng là một cuốn tạp chí về âm nhạc. Được chưa? Aim at là nó hướng tới thị trường là teen market, là thị trường là các bạn tuổi teen, được chưa nào? Đó, ra interviews và nó cũng có những cái cuộc phỏng vấn with new bands, những cái ban nhạc mới, và chú ý cho cô là new bands, những ban nhạc mới nè, cũng như là những thông tin mới nhất, được chưa, về những cái bản ghi âm nè, tour nè, festival nè, đó, về những cái lễ hội nè, bản ghi âm mới nhất, được chưa? Và ngoài ra, được chưa nào, nó có một tính năng ở popular feature, một tính năng rất là phổ biến, popular, những cái phổ biến của nó tức là annual readers vote, tức là bình chọn hàng năm của độc giả. Đó, bình chọn hàng năm của độc giả về ban nhạc mới và hay nhất, được chưa? Thì chúng ta coi thử cuốn tạp chí này có thích hợp với bạn nào không, có bạn nào thích đọc những cuốn tạp chí mà được thích là bình chọn không? Các bạn nào là thích bình chọn cuộc đời chúng ta, chỉ bình chọn ban nhạc này ban nhạc kia không? Không, đúng không? Cái đi này nó không, mà sẽ thấy nó không có thỏa mãn với lại người nào cả, thành ra cái đi này là không có ai cả, được chưa? Bạn Uyên chọn là đi là số 8, tức là hero và his sister. Ở trong đây tụi em thấy cái đi này nó có nói về cái latest international event hay không? Không hề, đúng không? Đây, latest national event, chúng ta sẽ thấy là bạn bạn Uyên chọn là cái số 8 đây, là bạn Hero and His Sister. Hero and His Sister là lúc nãy chúng ta có highlight lên là cái latest international event, những cái sự kiện quốc tế mới nhất. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái cuốn tạp chí đi này này, nó không hề nói về những cái sự kiện quốc tế, đúng không? Không hề có nói gì đến international cả. Thì đây chắc chắn là không có ai hết, được chưa? Chỉ cần một cái sai, chỉ cần một cái không thỏa mãn thôi là người đó sẽ không, chúng ta không chọn nữa, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta qua y và cái top things. Top things như thế nào đây? It's easy to read, cực kỳ dễ đọc, và nó còn có gì nữa đây? Full of color photographs. Full of color là cái bức ảnh nhiều màu sắc, đầy đủ màu sắc, là người ta biết cuốn tạp chí này cuốn tạp chí màu rồi đó, đúng không? There are a range of different sessions, được chưa? Và nó còn có gì nữa, nó có nhiều một loạt các phần khác nhau, được chưa nào? Bao gồm gì đây? Fashion, thời trang, beauty advice, à, beauty advice, thời trang nè, được chưa? Đó, và nó còn có cái gì nữa? Cách làm đẹp, cách làm đẹp, đúng không nào? Đó, but the majority, majority là phần lớn, được chưa? Phần lớn của cái cuốn tạp chí này thì dùng làm gì đây? Are devoted to interviews. Chúng ta có cái động từ là devote, phần lớn của nó là dành cho, được chưa? Dành cho cái gì đây? Interview, các cuộc phỏng vấn về cái gì đây? Popular hoặc là well-known stars, những cái ngôi sao nổi tiếng, ngôi sao phổ biến của phim này, đó, music này, đó, và sport, đó, được chưa? Và chúng ta coi thử các bạn nào thích hợp hay không? Các bạn nào là thích đọc một cuốn tạp chí liên quan đến fashion, liên quan đến làm đẹp, ngoài ra còn biết được về thông tin của những người nổi tiếng về trong lĩnh vực là phim ảnh, âm nhạc và thể thao. Vậy chúng ta thấy thích hợp với bạn nào? Để cô coi thử. Bạn ta chính chọn là Y, đúng không? Y là thích hợp với lại Seven, Seven tức là Best Car. Bạn Uyên chọn là, Uyên không chọn câu Y. Rồi chúng ta coi thử bạn tá chính chọn Y là bạn best car. Ta lên coi thử bạn best car có thỏa mãn những cái vấn đề này hay không. Thứ nhất, lives of famous people. Có không? Có, đúng không? Về những cuộc phỏng vấn, interview phỏng vấn thì chắc chắn là có, nói về cuộc sống người nổi tiếng. Tiếp theo, bạn ấy muốn recommend on what to wear về fashion. Đó, thì chúng ta coi thử cái này có nói về fashion không? Có, offering fashion and beauty advice, có luôn. Vậy là có thỏa mãn hay không? Thỏa mãn.
Được chưa? Vậy là number 7 là bạn bạn best house sẽ thỏa mãn với cuốn tạp chí là y. Vậy chúng ta ghi vào. Được chưa? Chúng ta ghi vào là y. Đó, xong. Đúng không? Đó, cứ một câu đúng là chúng ta có được một điểm y. Giờ chúng ta chỉ còn hai người cuối cùng nữa thôi. Được chưa? Rồi chúng ta lại đi tiếp. Chúng ta lại đi tiếp đến F. Chờ Young WB đến F. Được chưa nào? Rồi chúng ta đến F coi thử là F như thế nào đây. Tạp chí môi trường đây, một cuốn tạp chí như đây. Ghi chúng ta là Environmental Magazine, một cuốn tạp chí nói về môi trường. Written by teenagers. Được viết bởi những bạn tuổi teen và dành cho những bạn tuổi teen. Được chưa nào? Đó. Được chưa? Đó là cái đầu tiên của cuốn tạp chí này. Tiếp theo họ nói cái gì nữa? Readers are invited to send their article and photographs. Người đọc thì có cơ hội được mời, được không, để gửi tới những cái send cái gì đây? Bài báo của chính mình nè, hoặc là những hình ảnh của chính mình nè, được chưa? Cho cái tòa soạn, đúng không? Cho cái tòa soạn đó, được chưa? Đó, và cái nội dung đó sẽ được chọn cho cái kỳ kế tiếp. Được chưa? Còn ngoài ra cuốn tạp chí này còn nói về cái gì ở đây? Natural World, về thế giới tự nhiên, đúng không nào? Và cuốn tạp chí này also has many special offers and competitions. Và cuốn tạp chí này, được chưa, nó cũng có nhiều ưu đãi. Special offer là có rất là nhiều ưu đãi và những cuộc thi, được, đúng không nào? Đó. Và chúng ta thấy F này có thỏa mãn với ai hay không? Các bạn nào muốn đọc những cuốn tạp chí về môi trường đã thế rồi còn muốn tham gia thi cử hay không? Bây giờ chúng ta dịch, chúng ta thấy không hề có ai muốn tham gia thi cử gì hết, đúng không? Và chúng ta loại cuốn tạp chí F này ra, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xuống cuốn tạp chí tiếp theo. Teen Plus, cuốn tạp chí Teen Plus. It's very different from average teen magazine. Rất khác biệt với các tạp chí tuổi teen, đúng không nào? Đó, bởi vì bình thường chỉ cung cấp các bài báo về gì đây, pop star and fashion, đó, những ngôi sao nhạc pop và thời trang mà thôi, được chưa nào? Đó. Tiếp theo cuốn tạp chí này như thế nào nữa? Tạp chí thú vị này nó thông báo cho độc giả, informs reader là thông báo, được chưa? Thông báo cho độc giả về những gì đang xảy ra trên thế giới. Happening in the world, đang xảy ra trên thế giới. Đây, có hai là happening in the world, được chưa? Đang được xảy ra trên thế giới. Đó. Ngoài ra, được chưa? Thông qua các bài viết, chúng ta có in-depth. In-depth là chuyên sâu, được chưa? Thông qua những bài báo chuyên sâu về cái gì đó, current affairs, những cái vấn đề về thời sự nè, politics, chính trị và science, về khoa học, được chưa nào? Đó. Vậy là chúng ta có current affair, những chuyện hiện tại, chính trị, khoa học, những gì mới nhất đó, những vấn đề hình sự, thời sự mới nhất đó, được chưa? Và nó cũng mang đến cho chúng ta, it also offers a variety of reviews. Đó, nó cung cấp cho chúng ta về những bài đánh giá, review đánh giá về cái gì đây? Recent book, film and music CD. Đó, đánh giá về sách, phim và những điểm nhạc. Và chúng ta thấy là chúng ta chỉ còn có đúng hai người, đúng không? Chúng ta chỉ còn đúng hai người là số 6 và số 8. Số 6 là Olaf và số 8 là bạn, là Hero and His Sister. Thì chúng ta coi thử cuốn tạp chí này nó thích hợp với ai? Số 6 hay là số 8? À, chắc chắn nó thích hợp với lại số 8 là bạn Hero and His Sister, đúng không? Đó, Hero and His Sister, chúng ta coi thử về những thông tin quốc tế. Về những thông tin quốc tế mới nhất nè, cinema nè, opinion, what to see nè. Đó, chúng ta thấy dưới đây có không? Có happening in the world mà, đúng không? Phải chắc chắn 100%, được chưa? Là số 8 này thích hợp với lại G, chúng ta viết vào G. Được chưa? Đó, vậy là chúng ta biết và chắc chắn có còn là đúng một cái số 6 cuối cùng, đúng không nè? 6 cuối cùng. Đó, vậy là chúng ta còn có cái là H mà thôi, được chưa? Và chúng ta cùng đi với H. Rồi, để cho chúng ta cũng sẽ đọc qua cái H có thích hợp hay không. No journalist write for teen voice. Ngay cái câu đầu tiên ta đã có rồi, no journalist, đúng không? Không có một cái nhà
không không có một cái nhà báo nào viết cho cái cuốn tạp chí Teen Voice này cả, đúng không nào? Cuốn tạp chí này phụ thuộc hoàn toàn, depend completely, phụ thuộc hoàn toàn vào những bài được gửi bởi ai đây? Bởi các bạn đọc tuổi teen đó, hoàn toàn là các bạn đọc tuổi teen, được chưa? Rồi nó còn cung cấp cho những bạn trẻ cơ hội để mà gì đây, để mà xuất bản, được chưa, những cái tác phẩm nghệ thuật của mình đó, như là thơ nè, ở truyện ngắn gì đó, được chưa, trang ảnh gì đó, hoặc là những cái tiếng nói, những cái ý kiến của mình chẳng hạn, được chưa, về những cái vấn đề quan trọng ở đó, được chưa nào? It also write review, và nó cũng viết về những cái ý kiến, được chưa, những cái ý kiến, cái đánh giá về những cái đĩa nhạc CD mới nhất. Vậy là chắc chắn 100% là nó thích hợp với lại bạn Olaf, đúng không nào? Olaf phải là 6, chỗ này chúng ta ghi cho cô là cái gì đây, là H. Rồi đó, từ khi chúng ta đi thi hoặc là chúng ta thi là chúng ta phải biết thế này thì chúng ta mới có điểm, được chưa? Khi chúng ta chọn ví dụ như six là H mà chúng ta không muốn chọn, chúng ta xóa đi, bỏ đi, chúng ta đánh dấu chéo và chúng ta ghi cái tên khác là được. Còn nếu chúng ta viết hai cái vô chung một khung là chúng ta sẽ không có điểm. Chúng ta chú ý điều đó cho cô, được chưa nè? Rồi xong phần 2, giờ chúng ta sẽ qua phần số 3, được chưa? Part 3 của chúng ta cũng là 5 điểm, được chưa? Phần này thì chúng ta hay học rồi, đúng không, nên chúng ta dễ dàng nhận ra sẽ có một bài đọc, được chưa? Vậy yêu cầu của chúng ta là gì? Circle the correct answer, và cũng yêu cầu của chúng ta là circle cả lớp, chú ý cho cô, circle phải khoanh tròn câu trả lời đúng A B C D, được chưa? Đó, và chúng ta chú ý trong cái bài này, được chưa, trình độ của chúng ta nó khó là bởi vì sao? Trong bốn câu A B C D mà đề bài đưa ra cho chúng ta sẽ có hai câu là hoàn toàn không đúng, hai hai câu sai, được chưa? Một câu là đúng nhất, tức là cái câu mà chúng ta chọn đó, được chưa? Và một câu là gần đúng, tức là đọc lên nó cũng đúng nhưng mà nó không thể gọi là đúng nhất, nó chỉ có đúng một phần thôi đó. Thành ra nó khó vì bởi vì chúng ta sẽ phân vân giữa hai câu, hai câu đó đều đúng nha cả lớp, là một câu là đúng nhất, đúng hơn câu kia, là chúng ta phải phải chọn được cái câu đúng nhất thì chúng ta mới có điểm đó. Cái phần này khó là vì vậy đó, được chưa? Đối với phần này thì chúng ta đọc cho cô câu hỏi, được chưa, đọc cho cô câu hỏi xong rồi chúng ta sẽ chuyển lên bài đọc của nó, được chưa nè? Rồi bây giờ đối với này thì bây giờ cô sẽ cùng nhau với chúng ta cùng nhau đi dịch nghĩa cái bài này, và chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta chọn A B C D cho cô, được chưa? Rồi giờ chúng ta đọc bài trước. Tra, nói về nhạc tra, được được viết bởi bạn Katie Orkin và tuổi của bạn là 14 tuổi, được chưa? Bạn nói cái gì đây? I play the trumpet, tôi chơi kèn, đúng không? Tôi chơi kèn đó, kèn biết là kèn đó, ở trong một ban nhạc tra của trường, được chưa? Đó, xong câu thứ nhất. Last month, tháng trước, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi nhạc tra, đúng không nào? Được, tổ chức một cuộc thi nhạc tra, competition, một cuộc thi nhạc tra với các ban nhạc từ các trường trung học ở trong địa phương đó, được chưa? And our band won, và kết quả là chúng tôi thắng, đúng không nào? Chúng tôi thắng đó. Mỗi ban nhạc đều có trang phục riêng, all custom, custom là trang phục, all là của họ đó, đều có trang phục riêng, all custom, được chưa? Ranging from, tức là từ đó, từ những bộ đồng phục màu đen, được chưa? Like my band wore, là như là ban nhạc của chúng tôi mặc, tức là ban nhạc của tôi mặc đó, ban nhạc của tôi mặc là bộ đồng phục màu đen nè. Đến cái gì đây? Brightly colored t-shirts, được chưa? Đã đến những cái áo phông màu sáng đó. We didn't look much like other professional band. Vì vậy nên chúng tôi nhìn không có giống như cái gì đây? Không có giống như một ban nhạc chuyên nghiệp dành cho người lớn, professional là chuyên nghiệp. Chúng ta hay sử dụng là từ pro á, pro đó là viết tắt từ professional á. Không như ban nhạc chuyên nghiệp cho lắm, được chưa? Nhưng tất cả chúng tôi đó không giống như ban nhạc do bộ đồ mặc á, trên người không giống như là chuyên nghiệp, được chưa? Nhưng tất cả chúng tôi đều là quen với việc biểu diễn trong các cuộc thi rồi, được chưa nào? Vì vậy chất lượng của cuộc thi, chất lượng những bài chơi rất là tuyệt vời, amazing là cực kỳ hay, cực kỳ tuyệt vời, quality là chất lượng, được chưa? Especially, đặc biệt là khi mọi người đều còn rất là trẻ đó, được chưa? Đó
mọi người rất là trẻ nhưng mà đã chơi rất là hay rồi, đúng không nào? Đó, tiếp theo, xong đoạn 1, chúng ta qua đoạn thứ hai. Người chơi từ mỗi ban nhạc, đúng không nào? Thậm chí còn tạo ra những giai điệu mới ngay ở trên sân khấu. Chúng ta có từ tune là giai điệu, new là mới, những giai điệu mới, right there on stage, ngay trên sân khấu luôn. Được chưa nào? Đó. It was exciting, thật là thú vị để mà thưởng thức, để mà xem, được chưa? Đó, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa. Đó, khi ban nhạc tôi biểu diễn ở trên sân khấu, được chưa nào? Đó. Rồi, tiếp theo. Chúng tôi có một ban nhạc trang rất là hay, rất là tuyệt vời ở trường. Được chưa nào? Đó, nhạc trang tuyệt vời ở trường. Nhưng không phải ai muốn chơi nhạc trang đều được chấp nhận, nghĩa là không phải là tất cứ mọi người nào muốn chơi, thích chơi là được vô trong ban nhạc đâu, được chưa? Đó. Thực tế là chỉ có khoảng một nửa thôi, được chưa nào? Nhưng bất cứ ai muốn chơi, đó, đều đến tập nhạc tra trước giờ học và chúng tôi thường dành thời gian cùng nhau sau giờ học nghe nhạc tra và cảm nhận được cái âm nhạc, cảm nhận được cái ngôn ngữ, học cái ngôn ngữ của nó, học chơi nhạc đó. Được chưa nào? Rồi, ngoài ra còn các chuyến đi đến những trại hè của nhạc tra, đúng không nào? Trip to try summer. Đó, đến những trại hè của nhạc tra trên khắp đất nước, across the country. Tôi đã từng đến với một cặp vợ chồng và học hỏi rất rất là nhiều điều. Được chưa nào? Người lớn, người lớn thường rất là ngạc nhiên rằng giới trẻ ngày nay quan tâm đến nhạc tra như vậy. Vì nhạc tra thường thường là họ kêu dành cho những người lớn tuổi. Đó, và họ ngạc nhiên khi vì sao mà young people, những người trẻ ngày nay lại thích nhạc tra. Được chưa? Đó là xong cái đoạn thứ hai, chúng ta qua đoạn thứ ba. Giáo viên dạy nhạc của tôi, đúng không? My music teacher, nhạc của tôi cho rằng do nhạc pop, pop music thì không đủ thách thức đối với những người nghiêm túc học âm nhạc như tôi. Được chưa? Nhưng tôi thấy điều đó thật là thú vị. Vì nó như thế nào, nó vừa mới mà nó cũng vừa cũ, được chưa? Bạn có thể tạo ra âm nhạc của riêng mình, nhưng mà bạn cũng cảm thấy mình là một phần của nó, được chưa nào? Khi chúng ta yêu âm nhạc, chúng ta hát cũng vậy thôi, đúng không? Phải có cảm xúc, phải có cảm xúc thì chúng ta mới thể hiện thành công bài hát đó, thì âm nhạc cũng vậy, cảm xúc thì chúng ta mới đánh được nó, mới chơi được nó, đúng không nào? Khi bạn ở trên sân khấu giống như những nghệ sĩ nhạc tra vĩ đại trước đây, được chưa nào? Đó, as you're playing on stage, đó, như những nghệ sĩ nhạc tra vĩ đại trước đây, được chưa nào? Trường của tôi thật là may mắn bởi vì chúng tôi có những giáo viên rất là tuyệt vời, và ba mẹ và phụ huynh thì luôn ủng hộ, support, luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt chặng đường của mình. Nếu không có họ, without them, nếu không có họ, chúng tôi sẽ không bao giờ đi đến đâu với âm nhạc của mình cả. Được chưa? Đó là nguyên cái bài chúng ta vừa mới đọc xong. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta cho cô coi thử là A, B, C, D. Bây giờ câu đầu tiên, câu 11 trước. Suy nghĩ và chọn cho cô thử là A, B, C, D. À, ai câu trả lời rồi cứ đánh lên cho cô. Đọc cho kỹ 11. Đó, coi thử tụi em chọn được chưa? A, B, C, D. Cô vẫn chưa nhận được câu trả lời của bạn nào cả. Chọn sai thì có sao đâu Sang. Em chọn C, ok. Chọn sai thì có sao đâu em. Khi chúng ta đi thi á, thì chúng ta mới sợ sai thôi. Còn bây giờ trong lớp thì chúng ta, em chọn sai thì nhiều khi đi vô thi em lại nhớ được câu này đó. Rồi, cô nhận thấy một câu trả lời của bạn đó là chọn câu C, ok. Rồi, câu tiên bạn chọn C, các bạn nào chọn khác không? Rồi,
bạn xem là các bạn nào có câu trả lời của riêng mình không. Em chọn B, rồi Lê Uyên chọn B, Tá Chính thì chọn D. Ok, đoạn này A, B, C, D thì chúng ta đã chọn được ba đáp án rồi. Giờ còn bạn nào chọn A luôn không tụi em? Là chúng ta đủ đáp án luôn rồi đó. A, B, C, D đó, chúng ta thấy chưa? Rồi, bạn Tuấn là chọn câu số 11 và bạn chọn B. Ok. Rồi. Tiếu là chọn câu A. Ok. Ồ, vậy là chúng ta có luôn A, B, C, D luôn. Rồi, chúng ta có A, B, C, D luôn rồi đó. Đó, cả A, cả B, cả C, cả D luôn. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thử. Đọc câu hỏi, họ kêu là Katie, đúng không? Đang cố gắng làm gì trong cái văn bản này, đúng không? Là chúng ta đọc xong cái này, chúng ta thấy là mục đích chính của tác giả, các bạn Katie á, viết bài này là gì? Được chưa nào? Câu A, bạn làm gì đây? Khuyến khích những người trẻ tuổi cố gắng nghe nhạc tra nhiều hơn nữa. Có không? Trong bài này có không? Là các bạn trẻ ơi nên nghe nhạc tra đi, nhạc tra sẽ giúp bạn giảm stress, sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn, có không? Không, đúng không? Người ta loại liền câu A. Bỏ liền câu A, loại luôn câu A. Được chưa? Tiếp theo chúng ta qua câu B. Explain, giải thích. Được chưa? Là tại sao nhạc tra bây giờ càng ngày càng trở nên phổ biến với giới trẻ. Có không? Có, trong bài cũng có nói đúng không? Có nói đó. Có nói nhạc tra bây giờ phổ biến giới trẻ như thế nào, thế nào, thế nào. Có nói. Là câu này có đúng nè. Có đúng là chúng ta chấm một cái. Nó có khả năng. Đến câu C. Họ nói gì đây? Quảng cáo. Được chưa? Quảng cáo các sự kiện nhạc tra của giới trẻ trong khu vực của cô ấy. Quảng cáo tức là trong là nhạc nhạc tra có cái gì đây? Là trong trường là cũng có tổ chức cuộc thi nè, rồi cũng có trại hè nè, có hết đúng không? Vậy là câu C cũng có đúng 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 đó, đúng không nào? Đó. Mà quảng cáo là gì? Advertise. Vậy có marketing là các bạn ơi nên đến trại hè đi, trại hè hay lắm, thú vị lắm. Các bạn ơi nên đăng ký tham gia cuộc thi đi, cái cuộc thi thích lắm luôn. Giải thưởng của chúng ta rất là lớn. Giải thưởng nhiều lắm, chúng ta sẽ nhận đó đó thì mới gọi là advertise đúng không? Có nói về những sự kiện trong khu vực nhưng mà không phải là quảng cáo đúng không nào? Mà là chỉ nói ra, chỉ kể ra thôi. Thành ra câu C là không, không chọn nó. Được chưa? Thế đến câu D, họ nói cái gì đây? Give advice, đưa ra những lời khuyên về như thế nào? Cách tạo ra một cái nhạc tra, một cái giai điệu nhạc tra, cách tạo ra nó. Là muốn tạo ra nhạc tra hay, bạn phải ứng cái này, nhắc cái kia, phải học người này, người kia, có không? Không, vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là câu đúng nhất trong câu số 11 này, câu đúng nhất là câu gì đây? Đó chính là câu B. Được chưa? Câu đúng nhất của chúng ta là câu B. Được chưa? Đó. Rồi. Tôi nhìn thấy không? Đó. Có câu B. Được chưa nè? Rồi. Giờ chúng ta qua câu số 12. Đó. Cô nói rồi. Phần này nó đánh đố chúng ta. Bởi vì chúng ta phải có sự suy luận. Và chúng ta phải hiểu. Thì chúng ta mới làm được bài. Được chưa? Chứ nó không có giống như là tiếng Anh mà chúng ta học. Là chỉ cần đánh A, B, C, D nó giống với lại câu trả lời ở trên là chúng ta chọn. Giờ không nữa mà chúng ta có sự đánh đố chúng ta nhiều hơn. Được chưa? Rồi, number 12 nào. Đọc và cho cô đáp án nào. Katie nói về cái ban nhạc. Được chưa? Ban nhạc á. Trong cái cuộc thi nhạc tra của trường cô ấy thì ban nhạc đó như thế nào đây? Chúng ta chọn cho cô thử A, B, C, D. Đọc và chọn cho cô thử. Rồi, cô đã thấy câu trả lời của bạn Tuấn là 12 C. Em chọn đáp án là C. Rồi. Bạn Đạt, chứ nhờ cô xin lỗi, cô thấy câu lời của bạn Đạt là câu C. Rồi, mới câu trả lời của bạn Đạt thôi. Còn bạn khác có câu trả lời khác không?
Rồi, cô thấy câu trả lời các bạn là bạn Thanh Lan có chọn cho cô cũng là câu C. Rồi, để chúng ta coi thử. Câu A họ nói cái gì đây? Đã chơi bản nhạc mà họ tự viết trước khi họ đến. Có nói về vấn đề này không? Không, đúng không? Cho mày không có nói. Câu B là gì? Có ít kinh nghiệm thi đấu trước đám đông. Có không? Không. Họ kêu là họ rất là quen thuộc các biểu diễn này nọ, là câu B chúng ta gọi, đúng không? Câu C họ nói cái gì? Họ chơi rất là đẳng cấp, đúng không? Bất chấp là tuổi tác của họ, đúng không nào? Tuổi tác không quan trọng, họ chơi cực kỳ là hay, cực kỳ professional, đúng không? Cực kỳ là pro, mặc dù tuổi còn rất là trẻ, đúng không nào? Đó câu C. Câu D là gì? World dress họ mặc đó, họ ăn mặc đó, chưa? Để trông giống với những ban nhạc tra chuyên chuyên nghiệp. Có không? Không. Trên bài tác giả có nói với chúng ta gì? Họ mặc những bộ màu đen, đúng không? Nhìn thì không không có professional cho lắm, đúng không nào? Đó. Nhưng mà thật sự họ chơi rất là giỏi. Vậy là chắc chắn câu trả lời đúng của chúng ta là câu C. Được chưa? Rồi, cứ đúng một câu được một điểm đó. Được chưa? Rồi, chúng ta qua câu số 13. Hầu hết, đúng không? Họ kêu là hầu hết mọi người ở cái trường học của bạn KT này đó đều quan tâm được thích đến nhạc tra. A, B, C, D. Như thế nào đây? Những người mà ở tại trường của bạn KT á, những người mà thích thú với nhạc trai đó, thì những bạn đó như thế này. A, B, C, D, câu số 13. Rồi, có thấy bạn Đạt chọn cho cô là câu B. Rồi, bạn Uyên chọn cho cô là C. Tiếp theo cô thấy có một bạn chọn cho cô là câu A. Rồi, bạn Hữu Sang dạy cho cô là câu A. Rồi, chúng ta coi thử họ kêu những người ban nhạc trai như thế nào. Được chưa? Rồi câu A, họ kêu chúng ta là câu A là gì đây? Tham gia các học, tức là học nhạc tra trước khi là học trong trường rồi, tức là trước khi mà chúng ta đi học là chúng ta đã biết cách chơi nhạc tra rồi đó. Vì chơi đó là câu A, giống như là chúng ta bước vào lớp 1, trước khi học lớp 1 là chúng ta đã biết được cách đọc cách viết rồi, nó giống vậy đó, thì chúng ta mới vào lớp 1, đó là câu A, hoàn cảnh nó giống như vậy. Câu B là try the school try band, là tham gia vào ban nhạc tra của trường, đó là câu B. Câu C là gì? Học về nhạc tra trong các lớp học sau giờ học, thì chơi sau giờ học là có những cái buổi học nhạc tra thì học trong đó. Còn cuối cùng là câu D là gì? Đi đến trại hè nhạc tra tại trường. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thử hầu hết những bạn này thì như thế nào. Giờ chúng ta coi thử là câu D trước. Đi tới buổi học nhạc tra ở trường có phải là most people, phải là hầu hết tất cả mọi người đều đi đến trại hè nhạc tra hay không? Không phải, đúng không nào? Loại được câu D. Tiếp theo, hầu hết những người ở nhà trường mà thích nhạc tra đó có phải là đã học nhạc tra sau các sau giờ học hay không? Cứ cứ thích nhạc tra là sau giờ học lại đi học nhạc tra, có đúng vậy không? Có phải là hầu hết những người nào thích nhạc tra là sẽ sau giờ học là đi học nhạc tra hay không? Không phải, đúng không? Chỉ có trong ban nhạc mà thôi, đúng không nào? Đó. Tiếp theo câu B, try the school tra band. Họ phải là hầu hết tất cả mọi những người mà thích nhạc tra đều tham gia vào cái ban nhạc tra của trường hay không? Không phải, trong đó họ có ghi đó. But anyone who can to play, họ có ghi là but not everyone get accepted.
Không phải tất cả mọi người đều được tham gia, đều được chấp nhận vô trong ban nhạc tra, đúng không nào? Vậy câu đúng của chúng ta là câu gì? Câu A, trong bài nó có nói với chúng ta đó. Được chưa? Trong bài nó có nói đó. Đó, là tất cả những bạn là như thế nào? Go, but anyone who keeps on to play. Nhưng bất cứ ai, được chưa? Họ có nói trong bài đó. Đây, họ có nói trong bài luôn cho chúng ta luôn. Bất cứ ai mà thích nhạc trai đó, được chưa? Đến nhà cha thì để như thế nào? Practice before school, đã học, đã luyện tập trước khi đến trường rồi, được chưa? Để câu trả lời đúng của câu số 13 của chúng ta chính là câu A. Được chưa nào? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta qua cho cô câu số 14. Câu số 14 này hỏi về gì? Tại sao bạn Katie lại thích chơi nhạc tra đến như vậy? Tại sao? A, B, C, D. Chúng ta chọn cái nào? A, B, C, D nào? Chọn được không? A, B, C, D. Câu số 14. Tụi em chọn cái gì đây? Tại sao bạn Katie lại thích học, thích chơi nhạc tra đến như vậy? À, tại sao? Cái câu trả lời thì cô mới sửa. Rồi, bạn Luân, có thấy bạn Luân có thể câu C, đó chính là câu D. Ok, Hữu Sang cũng là câu D. Ok. Rồi, để coi thử nha. Tại sao? Chúng ta chọn thấy là câu D. Rồi, câu A là gì đây? Cô ấy thấy nó dễ học hơn, easier, dễ học hơn là các thể loại nhạc khác. Có không? Không. Câu B là gì? Cô ấy nghĩ nó là hay hơn, nghiêm túc hơn, nghiêm trọng hơn, căng thẳng hơn gì đó, nhạc pop, có không? Không. Câu C là gì? Cô ấy thích có được cơ hội để trình diễn, để được biểu diễn với những người khác ở trên sân khấu, có không? Không. Và cuối cùng là câu D, họ nói cái gì? Feel in touch là gì? Cảm nhận được, cảm xúc được bài, là cảm xúc được, cảm thụ được âm nhạc. Được chưa? Cảm thụ được âm nhạc với những người chơi nhạc tra trong quá khứ. Chính xác. Câu số 14, câu đúng của mình đó là câu D. Được chưa? Cô ấy cảm thụ được âm nhạc. Được chưa nào? Đó. Trong bài nó có nói đó. Được chưa? Trong bài nó có nói cho chúng ta luôn. Được chưa cả lớp? Đây. Nó có nói cho chúng ta đó. In the same way as the trap performance before you. Đó. Cảm thụ được, cảm nhận được âm nhạc như những nghệ sĩ nhạc tra trình diễn trước đây vậy đó. Được chưa? Rồi, và câu cuối cùng là cái câu mà không có trong bài đâu, mà chúng ta thường là chúng ta thường hay suy diễn, suy nghĩ đó. Được chưa? Họ hỏi chúng ta là cái gì đây? Điều nào sau đây bạn Katie sẽ viết cho một người bạn của mình? Được chưa? Chúng ta có 4 điều A, B, C, D. Thì cô đã nhìn thấy được câu trả lời của bạn Đạt. Đầu tiên là câu B. Mình chọn câu B và em thấy thật. A, B, C, D. Cái nào đây? Bạn Katie sẽ viết cái điều nào cho người bạn của mình? Tức là đọc bài chúng ta thấy cái nào là nó phù hợp nhất đây? Câu A là gì đây? Cuộc thi thì rất là tuyệt, được chưa? Nhưng tôi nghĩ tôi thích ở dưới làm khán giả hơn là đứng trên sân khấu để mà chơi. Bởi vì sao? Tôi cảm thấy lo lắng lắm, sợ hãi lắm. Đúng không? Không. Câu A loại ngay lập tức, đúng không nào? Đến câu B, nói gì đây? Bố và mẹ, ba và mẹ, đúng không? Luôn làm tất cả mọi thứ, tất cả những gì có thể để giúp cho tôi chơi cái nhạc trombone này, đúng không? Chơi kèn này đó. Tôi không thể làm được điều này nếu như thế nào? Nếu không sự giúp đỡ của họ, tôi không thể thành công, nếu không sự giúp đỡ của họ. Phải mà đọc lên chúng ta thấy là trong bài chúng ta có cái phần là without they have này nè, đúng không nào? Nó úp về câu này có thể đúng đó. Và để đó, ta đọc hai câu còn lại, ta thử xem sao. Câu C là gì đây? Đó, một ban nhạc, được chưa, mặc quần áo rất là sặc sỡ nhưng chúng tôi lại chọn mặc quần áo tối màu, được chưa? Và có lẽ đó là lý do tại sao. Tường ơi, cô thấy em đang mở mic đó Tường ơi, em tắt mic cùng cô với được không Tường ơi? Rồi, được chưa? Rồi chúng ta tiếp tục. Họ kêu là một ban nhạc đó mặc quần áo rất là sặc sỡ nhưng chúng tôi lại chọn trang phục tối màu, và đó chính là lý do tại sao họ chiến thắng, đúng không? Không. Loại luôn câu C. Cuối cùng là câu D. Một giáo viên dạy nhạc đã rời đi một thời gian, được chưa? Thì chưa thể ai thay thế được anh ấy cả.
chúng tôi chỉ không có ai giúp đỡ ở để mà chúng tôi ngay lúc này này đó, có không? Không, vậy là câu đúng chính xác của chúng ta là câu B. Được chưa nào? Rồi. Tiếp theo chúng ta qua cho cô phần 4. Đây, phần này được chưa? Như cô đã nói, chúng ta sẽ phải đọc đề và coi thử phần này sẽ là một phần mới lạ với chúng ta, được chưa? Cả câu hỏi số 16 với câu hỏi số 20 sẽ cũng có 5 điểm. Họ kêu chúng ta là gì đây? Five sentences, 5 câu trong bài đã được xóa khỏi cái bài đọc dưới đây rồi, được chưa? Họ kêu chúng ta là đối với những câu hỏi đúng thì chúng ta như thế nào đây? Không phải choose đâu mà là write á, phải viết câu trả lời đúng. Được chưa nào? Đó. Họ kêu chúng ta là có 3 câu bổ sung, được chưa? Nghĩa là có 3 câu sẽ không dùng tới. Đó. Rồi chỗ này của toàn chúng ta không phải là choose nhưng cũng không phải là write. Đối với bài này thì chúng ta sẽ viết, được chưa? Viết những cái câu A, B, C, D, E, F, G, H này vào đúng vị trí này. Cô ví dụ như là câu số 16, chúng ta thấy câu B đúng thì chúng ta sẽ viết B vào. À, nó giống vậy đó cả lớp. Được chưa? Là chúng ta như thế nào? Chúng ta viết vào. Đó. Rồi, bây giờ đối với những bài này thì đầu tiên là đọc trước cho cô. Đó. Đọc trước cho cô. A, B, C. Đọc những cái câu này đã. Thì khi chúng ta đọc lên bài thì chúng ta dễ nắm bắt các câu đó hơn. Câu A là họ nói cái gì đây? Họ tình cờ gặp nhau khi họ đi mua sắm. Đúng không nào? Họ quyết định ở đó và sau đó làm điều gì đó thú vị cùng với nhau. Đó là câu A. Được chưa? Câu B họ nói cái gì đây? Cái ngôi làng đó như thế nào đây? Thì nó cách xa, được chưa? Khoảng 20 dặm đến thị trấn lận lận. Đó nghĩa là nó xa lắm, cách nhau nó tận 20 dặm lận. Khá là xa đó. Được chưa nào? Đó. Câu C nói gì đây? Cô ấy thậm chí là phải rời cái buổi tập nhạc ở trường sớm để mà có thể bắt kịp nó. Chúng ta coi thử nó là cái gì, được chưa? Câu D, tuy nhiên chúng tôi đã có thể là một lựa chọn sai lầm, tuy nhiên đây có thể là một sự lựa chọn sai lầm, là câu D. Tiếp theo câu E, Truly thinking, nói cái gì đây? Ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm nguồn tài trợ. Five funding là tìm nguồn tài trợ, được chưa? Câu F, tôi không thể nào mà chở cô ấy đi khắp nơi, được chưa? Chở quay đi khắp nơi vì chúng tôi chỉ có một chiếc ô tô mà thôi, một chiếc xe mà thôi, và chồng tôi đã sử dụng nó để đi làm rồi. Được chưa nào? Đó. Tiếp theo đến câu G, đó là câu G đó, được chưa? Điều này cho phép những đứa trẻ giống như là bạn Fiona vậy đó để tham gia những câu lạc bộ sau giờ học, được chưa? Một lần mỗi tuần hoặc là thăm bạn bè vào những ngày chủ nhật. Để thấy Sundays là chủ nhật và có S là những ngày chủ nhật. Được chưa? Và câu cuối cùng là câu H. Rất nhiều người cảm thấy rằng cái việc chữa bệnh, được chưa? Curing disease, việc chữa bệnh và giúp đỡ động vật quan trọng hơn công việc mà chúng ta đang làm. Đó là chúng ta có tổng cộng là 8 câu. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lên bài và chúng ta coi thử câu nào sẽ thích hợp vào cái vị trí nào. Được chưa? Rồi. Đầu tiên, living in the countryside. Sống ở nông thôn, đúng không? Sống ở vùng nông thôn. Đó, sống ở vùng nông thôn. Thì rất là khó khăn, được chưa? Đối với những bạn tuổi teen, can be difficult for teenagers, bạn tuổi teen. Được chưa nào? Rồi, họ tiếp. Những cái bạn trẻ mà ở gần đó, được chưa? Ở gần đó. Đó. Daniel, các bạn mà ở gần họ đó, nghĩa là người là bạn mà gần nhất của chúng ta thì phải cách chúng ta như thế nào? Miles away, cách cả dặm. Được chưa? Các bạn mà gần nhất cũng phải cách cả dặm. Được chưa? And it's impossible to get into the town. Và điều đó nó gây sự khó khăn, đúng không? Cho cái việc mà chúng ta sẽ đến thị trấn, vào trong thị trấn cho việc mua sắm hoặc là tham gia vào một câu lạc bộ nào đó. Được chưa? Rồi. Bạn Fiona Timson là một cô bé, đúng không nào? Cô bé 13 tuổi. Đó. Người mà sống ở cái vùng là Kennewick, đúng không nào? Nói rằng everyone else, đó,
những người khác, tất cả những người khác trong lớp học của mình, thì chơi trong lớp học của mình dường như đều có những ngày cuối tuần rất là thú vị. Được chưa? Từ số 16 cô chừa ra là chúng ta coi thử câu thích hợp với chỗ đó. That never happens to me. Điều đó không bao giờ xảy ra với mình cả, đúng không nào? Đó, tức là làm sao? Tức là có ngày cuối tuần thú vị thì đó không bao giờ xảy ra với mình cả. Thì chúng ta đoán thử là số 16 chúng ta có chọn được câu nào ở phía dưới hay chưa? Ta chọn được chưa? Chưa thì cô sẽ đi tiếp. Lát nữa cô sẽ quay lại câu hỏi sau. Giờ câu đó. Tiếp theo, Fiona's mom, mẹ của Fiona tên là Helen. Được chưa? Đã nhận ra real life is a problem, đó là một vấn đề đó. Được chưa? Và bà ấy nói chúng tôi chuyển đến đây bởi vì sao? Bởi vì because it was quiet, bởi vì nó khá là yên tĩnh. Được chưa? Và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không phải lo lắng về việc cô ấy, tức là bạn Fiona đó, được chưa, going out alone, đi ra ngoài một mình. Được chưa nè? Rồi, số 17 cô chiều ra. Tiếp, Fiona hầu như không bao giờ đi chơi, không giờ rời ra khỏi nhà, không đi ra khỏi nhà cả. Được chưa nào? Đó, không phải vì cô ấy sợ hãi, not because she's scared, không phải vì cô ấy sợ hãi, mà vì đơn giản là không có nơi nào để cô ấy đi cả. Được chưa? Đó, ngôi làng nhỏ bé, được chưa, ngôi làng nhỏ bé và hầu hết những người sống ở đây đều là lớn tuổi rồi. Được chưa? Từ số 18 cô trừ ra. Tiếp theo, Fiona cannot spend, đúng không? Fiona không thể dành buổi tối, không thể cùng bạn bè của mình chơi vào buổi tối, đúng không? Vì chuyến xe buýt cuối cùng, được chưa, trở về Canis là vào lúc mấy giờ đây? 10 past 5 in the afternoon. 10 past 5 là mấy giờ nhỉ? Vào lúc 5 kém 10, chỗ hôm nào? Đó, từ số 19 cô trừ tiếp. Được chưa nào? Rồi, ta đi tới phía dưới tiếp. Vì vậy có một tổ chức tên là Country Kids, được chưa? Những tổ chức này aims là nhằm nhằm giúp đỡ những bạn nhỏ, những bạn trẻ như bạn Fiona và gia đình. Được chưa? Và gia đình. Đó. Tổ chức này như thế nào đây? Tổ chức này đó đã cho gia đình cái gì đây? For taxi rides per month. Được chưa? Give family money để cho chúng ta cái gì đây? Taxi ride per month là gì? Bốn cái chiếc taxi đúng không? Hàng tháng để mà là gì đây? Up to distance 25 each. Ta gửi xe tới đúng không nào? Xe tới gia đình đó để đón những cái bạn mà cách xa cả hàng dặm như thế này đúng không nào? Đó, số 20 cô chừa ra tiếp. Ta sẽ đi đến tiếp. Và cái tổ chức này cũng như thế nào đây, cũng tổ chức các chuyến đi đúng không nào, trips, những chuyến đi đến rạp hát nè, hoặc những sự kiện thể thao nè ở những thành phố lân cận và những ngày cuối tuần. Và cha mẹ thì như thế nào, không phải là bất cứ điều gì hết, bởi vì sẽ có một chiếc xe buýt nhỏ minibus sẽ đến ngay tại chỗ luôn, đến thẳng nhà luôn, direct to the house, đến thẳng nhà luôn và pick the kids up và đón những bạn trẻ này luôn. Đó, cái tổ chức này đi ra là vậy đó, để giúp đỡ những bạn này ở xa quá thì những lúc này họ cung cấp, họ tài trợ xe đón những bạn này đi chơi luôn. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại, đầu tiên là câu số 16 để chúng ta coi thử. Số 16 chỗ này sẽ kết hợp với lại cái câu nào đây? A B C D E F G H. Em thấy số 16 kết hợp với cái nào đây? Em thấy số 16 này câu nào còn thiếu trong câu số 16 là câu nào đây? Chúng ta nhìn lại cái ngữ cảnh của số 16 thử. Đây, những người khác trong trong lớp thì có một ngày cuối tuần rất là vui vẻ. Được chưa? Đó. Và điều đó không bao giờ xảy ra với tôi. 16, cô thấy bạn Hương chọn câu A. Chúng ta nhìn vô câu A thử.
những bạn những người khác trong lớp à, được chưa? Có ngày cuối tuần rất vui vẻ, họ gặp nhau đi mua sắm nè, làm gì đó cùng với nhau, chơi gì đó cùng với nhau, và những điều đó không bao giờ xảy ra với tôi, đúng không nào? Chính xác, số 16 của chúng ta là thích hợp với lại câu A, được chưa? Ừ. Chúng ta sẽ ghi vào số 16 khi chúng ta làm bài đó, chú ý ta ghi vào là A, được chưa nào? Đó, chúng ta ghi vào A đó, ở số 16, được chưa? Chúng ta sẽ ghi trực tiếp cái này ở ngay trên bài luôn đó, chúng ta ghi trực tiếp trên bài cho cô luôn, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta qua số 17. 17 chúng ta chọn cái gì đây? Chúng tôi chuyển tới đây, mẹ của anh nói đúng không? Đến đây vì nó yên tĩnh thôi, được chưa? Số 17 chúng ta coi thử là cái nào, cái nào là thích hợp với số 17 đây. Chúng ta thấy thở có ai có được câu trả lời số 17 chưa? Đây thì yên tĩnh để cô ấy là không sợ ra ngoài một mình. Nhưng điều gì xảy ra? Cô ấy lại không ra ngoài bởi vì chẳng có cái gì để mà đi cả. Thì chúng ta đoán thử số 17 thì chúng ta sẽ chọn được cái câu nào thích hợp với số 17 đây. Ta coi thử. Câu A chúng ta chọn rồi, 17 với bạn Đạt chọn B. Ok, bạn Hương chọn B, bạn Thúy cũng chọn. Bạn Thúy chọn B, bạn Đạt là B. Thúy là đi, còn Hương cũng là đi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi cho thử câu B trước. Câu B. Ta coi thử câu B nha. Số 17. Must be more than 20 miles from town. Là số 17. Đó. Fiona kêu là bởi vì mình Fiona hardly ever leave home. Câu B. Rồi chúng ta coi thử câu D. Câu D là However, we possibly make the wrong choice. Là câu D. Giờ chúng ta nhìn vào cho cô câu B và câu D. Chúng ta coi thử là câu nào thích hợp vô cái chỗ này hơn. Câu nào đây? Như đây. Ừ. Chúng tôi chuyển đến đây vì nó yên tĩnh. Và chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không phải lo lắng về cái việc cô ấy phải ra ngoài một mình. Được chưa? Ngôi làng thì cách xa hàng dặm đối với thị trấn. Fiona hầu như không bao giờ ra khỏi nhà, nó có thích hợp không? Vậy thích hợp nhất phải là câu gì đây? Câu D. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng đó là một sự lựa chọn gì đây? Sai lầm. Đúng không nào? Câu D. Đó. Đến đây chỉ vì muốn gì đây? Muốn yên tĩnh, không phải lo lắng con mình khi phải ra ngoài một mình. Nhưng đây là một sai lầm. Bởi vì sao? Con tôi như thế nào? Hầu như không ra khỏi nhà luôn. Được chưa? Câu 17 chính xác là câu D. Như nè. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 18. Câu số 18 chúng ta thấy còn thích hợp câu số 18 đây. Cái làng này, cái chỗ nơi tôi sống nó nhỏ thôi và hầu hết những người đây thì đã già rồi. Chúng ta nghĩ thử câu số 18 có thể thích hợp vô chỗ số 18 là câu gì đây? Ta nhìn xuống dưới và coi thử. Chúng ta sẽ highlight lên cái những câu mà chúng ta đã chọn rồi để mà chúng ta bỏ nó đi. Được chưa? Vậy là chúng ta thấy câu A chúng ta đã chọn rồi nè. Được chưa nào? Câu D chúng ta cũng chọn rồi. Rồi, bạn Luân chọn câu số 18 là đi với F. Bạn chọn số 18 đi với F. Chúng ta coi thử, chuyển lên coi thử nó thích hợp với số 18 hay không. Với F, được chưa? Đó, F là gì đây? Đó. Tôi nhiều khi không thể chở cô ấy đi khắp nơi vì chúng tôi chỉ có một cái xe và chồng đã sử dụng xe đó đi làm rồi. Chính xác, câu số 18 thích hợp với lại F. Được chưa? Chính xác là đi với F. Ừ. Được chưa nào? Sai. Tiếp theo, chúng ta qua câu số 19. Chúng ta thấy thử câu số 19 thích hợp với cái gì đây? 19, bạn Luân cũng chọn 19 là đi với G. Chính đi với G. Fiona như thế nào đây? Không thể dành thời gian buổi chiều đi với bạn một chuyến xe buýt cuối cùng đó thì gì đó đúng không?
Bạn chọn đi với tree. G tức là gì đây? Điều này cho phép những đứa trẻ như Fiona tham gia câu lạc bộ sau giờ học hả? Có phải không? Trên là kêu Fiona cannot spend, không thể tham gia với bạn được. Thì con 19 lại kêu là điều này cho phép thì nó lại không hợp lý. Ra 19 mà đi với G thì nó lại không hợp lý rồi luôn ơi. Chọn câu khác đi em ơi. 18 là đi với F, chúng ta lại bỏ được một câu F nữa. Để chúng ta coi thử chỗ đó chúng ta sẽ chọn cái nào thích hợp nhất. Rồi, bạn ta chính chọn câu C. She even has to leave, chính xác. Được chưa? Đó. Phải thậm chí là phải rời cái buổi, là phải ngừng cái buổi tập nhạc của trường sớm để mà bắt kịp nó. Tức là nó là gì? Bắt kịp chuyến xe buýt, chính xác. Chính đi với C. Được chưa? Chính xác, 19 điểm với C. Rồi, tiếp theo giờ còn một câu cuối cùng là câu số 20. Giờ câu số 20 chúng ta còn bốn sự lựa chọn là câu B, câu E, câu G và câu H. Thì chúng ta coi thử câu số 20 cái nào thích hợp à. Câu số 20 ta còn có bốn sự lựa chọn thôi. Rồi coi thử câu số 20 trên bài nói cái gì đây. Đây, cái tổ chức này gì đó đến đón người ta đi cách xa cả 25 dặm vẫn có thể gì được. Rồi bài tác chính cộng 20 là câu G, tức là câu G đó, được chưa? Đó, thấy hợp lý không? Chúng ta đọc thử câu G thử. Đây, điều này cho phép những đứa nhỏ, những đứa trẻ như bạn Fiona tham gia những câu lạc bộ sau giờ học mỗi tuần hoặc là thăm ngày chủ nhật. Chính xác, được chưa? Đi với câu G, tổ chức này làm ra để làm sao đó, nó đón đưa mình không cần phải lo chuyến xe buýt cuối cùng, bởi vì sao? Đã có tổ chức này đón đưa mình đi rồi, đúng không nào? Vậy chính xác là câu G, được chưa? Đó, và khi chúng ta làm bài phần này thì tụi em sẽ ghi trực tiếp câu trả lời vô trong bài luôn. Em chú ý cho cô, ghi vào trong bài, thầy cô chấm điểm trong bài, được chưa? Chứ chúng ta đừng có ghi phía ngoài này là A đi với câu nào không ghi ngay ngay phía ngoài chỗ này, được chưa? Mà chúng ta ghi trực tiếp trên bài cho cô luôn và chú ý cách làm bài, được chưa? Rồi giờ chúng ta qua tiếp part 5, được chưa? Đó, part 5 phần này lại có thêm một điểm nữa, nó tới tận 6 điểm, được chưa nè? Phần này cũng là một phần quen thuộc mà chúng ta thường hay làm rồi, được chưa? Họ kêu chúng ta cũng là choose the correct answer, chọn thử trong A, B, C, D. Chúng ta coi thử là cái nào thích hợp để chúng ta chọn. Được chưa? Đoạn này họ nói về cái gì đây? Cơ hội mới đúng không? New opportunities. Đó. Những cơ hội mới về một trường đại học mở. Được chưa? Đại học mở là đại học tư nhân á. Nó là đại học tư nhân đó. Đó. Rồi chúng ta coi thử. Họ kêu chúng ta là cái gì đây? Như những trường đại học khác đúng không nào? Thì trường đại học mở cũng sẽ cấp bằng cho bạn, degree là bằng cấp đúng không, cấp bằng cho bạn này đó. Tuy nhiên you don't have to, bạn không phải working to study. Working là làm để học đúng không? Chúng ta thấy chỗ này nó có động từ là động từ verb in này, working này. Rồi chúng ta nhìn xuống câu số 21. 21 cho chúng ta là có bốn động từ là stop and leave a break. Ta coi thử chỗ này thích hợp với động từ nào, động từ nào sau đó sử dụng được verb in. Cô thấy bạn Luân cho cô câu trả lời là động từ stop. Cô thấy động từ stop. Rồi bạn Hư cũng chọn câu trả lời là A, tức là động từ stop. Chính xác, được chưa? Câu này đúng của chúng ta, động từ stop. Sau stop dùng verb in. Đó, bạn không cần phải nghỉ việc để mà đi học. Đúng không nào? Không cần phải nghỉ việc để mà đi học. Bởi vì sao? Bởi vì nó có thể cho bạn nhiều cơ hội, nhiều nhiều cái thành phần, nhiều mối quan tâm. Nếu như bạn chưa từng học trước đây, đó, được chưa nào? Bạn sẽ có thể tận hưởng những cái niềm vui, những cái điều mới mẻ với gì đó, your knowledge, với kiến thức của mình. New pleasure of, chúng ta nhìn thử 22. 22 họ cho chúng ta là cái gì đây? Growing, changing, adding và increase. Kiến thức. Đó, kiến thức. Và chúng ta coi thử chúng ta sẽ có kiến thức dùng từ gì đây? Bạn Luân chọn cho cô là câu D, tức là increase là tăng, increase là tăng đúng không? Phát triển hơn, tăng, có được nhiều kiến thức hơn là câu D. Câu grow là gì? Grow là lớn, là phát triển, nhưng mà nó không dành cho kiến thức, được chưa? Changing là thay đổi,
niềm vui cho cái việc thay đổi kiến thức thì nó nghe cũng không đúng không ạ? Các lớp adding là thêm vào đúng không? Thì chúng ta sẽ add là chúng ta thêm mắm, thêm muối, thêm này nọ, chúng ta chỉ dùng cho cô động từ add. Và đúng chỗ này là đi với cô là increasing, là tăng thêm kiến thức của chúng ta. Được chưa nào? Đó, ngoài ra bạn còn làm gì nữa? You will make friends of all kinds. Bạn có sẽ kết bạn được rất là nhiều bạn, đúng không nào? Rất là nhiều bạn khác nhau. You might also, bạn cũng có thể gì đây? Đó cho qualification. Ngoài ra, ở cái bằng cấp của bạn đó cũng sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội có được một cái nghề nghiệp mới. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây câu từ số 23 họ cho chúng ta là bốn động từ subtract, find, wish và want. Thì giờ chúng ta thấy là động từ nào thích hợp? Lê Uyên chọn câu B là find. You also find that. Uyên chọn là find. Bạn cũng có thể nhận ra rằng thấy rằng find. Rồi các bạn nào chọn cái khác hay không? Stress bạn cũng có thể được đề nghị rằng thì nó không được đúng không? Bạn cũng có thể ước rằng may wish không được, want may want that muốn rằng. Và bạn thấy là câu này đúng nhất là find that. Bạn tự nhận ra rằng, tự nhận thấy rằng đúng không? Find. Chính xác. Được chưa? Rồi, chúng ta đến tiếp theo. Bạn không cần thật sự là phải để đến trường để mà học đúng không? Mà bạn có thể study at home, học ở nhà. Using sử dụng gì đây? Television, TV, radio, đài phát thanh, computer software đúng không? Phần mềm máy tính để mà học như chúng ta đang học đây nè đúng không? Không cần phải lên trường học, ở nhà túc tắc học cũng được đúng không nào? Đó, you can, bạn có thể one class a month, lớp một gì? Một lớp một tháng if you wish at an open university center. Đó. Chưa? Là coi thử anh muốn see attend. Ok, chính xác, attend one class đúng không nào? Attend chứ đúng không? Thì coi bạn Tấn chọn C là learn, là learn one class hả? Học một lớp một tháng, attend, tham dự lớp học em. Bạn có thể tham gia lớp học. Được chưa? Đó, bạn có thể tham gia lớp học. Attend ta sử dụng từ ten, còn learn với study, nếu em chọn learn thì tại sao em không dùng study? Learn với study chúng ta thấy nó đều mang nghĩa giống nhau đúng không nè? Đó, thành ra chúng ta chọn learn được thì cũng có thể chọn study được đúng không? Give thì không thể rồi đúng không nào? Đó, of course và dĩ nhiên, ra exam to test và chắc chắn và dĩ nhiên rằng cũng phải có kỳ thi để mà chúng ta phải thi đúng không? Có thể nào mà học không không được đúng không? Cũng như các trường đại học khác thôi thì đọc mở học tư, đọc tư thục như thế nào đó thì cũng phải làm bài kiểm tra, cũng phải có thi cử cả. Thì bây giờ số 25 để em chọn cho cô là cái gì đây? Cũng như các trường đại học khác thôi thì cũng phải có bài kiểm tra, cũng phải có kỳ thi để mà thi. Thì số 25 chúng ta chọn cho cô là cái gì đây? As is gì? Any sấm, bạn luôn chọn là sấm. Người ta tính chọn any, hủy sang chọn là be là most hả? Cũng như các trường đại học khác. Được chưa? As any university, cũng như bất cứ một trường đại học khác. Được chưa? Phải dùng là any. Được chưa nào? Right. If you, được chưa? Nếu bạn, như thế nào đây? Muốn biết nhiều thông tin hơn nữa. Được chưa? Bạn hãy điền vào cái biểu mẫu dưới đây. Nó là một sự khởi đầu cho một giai đoạn mới, một giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời của bạn đó. Bây giờ số 26 chúng ta coi thử, if you có từ like rồi thì dễ dàng chọn được đúng không? Would like, chính xác. If you would like. Được chưa? Nó sẽ cho sẵn cho chúng ta từ like rồi, chúng ta chọn từ would rất là dễ, đúng không nào? Đó. Ok. Đơn giản đúng không cả lớp? Và chúng ta chú ý khi chúng ta thi cũng vậy, không thể nào mà cô ra chúng ta y chang như vậy được. Kiểu như ra chúng ta từ khác hoặc như thế nào khác thì chúng ta cũng sẽ chọn được. Ví dụ như từ số 26 chẳng hạn. Giờ cô không để đề ra không cho chúng ta từ quốc chỗ này nữa. Được chưa? Mà đề cho chúng ta thành từ if rồi nè, cho chúng ta thành từ when rồi từ why rồi đó thì chúng ta cũng biết được là chúng ta sẽ sử dụng từ gì ở đây, được chưa cả lớp? Đó, ta chú ý. Ba chân thật là đề cho chúng ta từ quốc, sau đó đặt cho chúng ta từ like, rồi cho chúng ta từ enjoy, rồi từ hate, như thế nào đó. Thì chúng ta cũng biết được là would like, chẳng hạn, được chưa? Rồi,
Phần này chúng ta có 6 câu lận, cứ một câu đúng là chúng ta sẽ được một điểm và chúng ta sẽ khoanh tròn cái câu đúng lại, được chưa? Rồi, chúng ta đến phần cuối cùng, part 6. Phần này của chúng ta cũng là có 6 điểm, được chưa? Hãy yêu bài chúng ta là write, hãy viết cái từ đúng. Và yêu cầu chúng ta là gì? One word only. Và chỉ có gì? Có một từ thôi, như cả lớp chỉ đúng một từ vào chỗ trống mà thôi. Được chưa? Rồi, đây tổng cộng chúng ta có tổng cộng là 6 từ. Giờ chúng ta phải coi thử từ nào thích hợp để chúng ta điền vào. Giờ cái từ đầu tiên. Công ty tên là Comedy Kicks đúng không? Được thành lập trong những được chưa? Người mình nghĩ rằng sẽ không ai nghĩ đến việc trở thành một diễn viên hài, được chưa? Cho những người trẻ tuổi cho đến khi anh ấy thành lập cái câu lạc bộ này. Thì bây giờ từ số 27, chúng ta đoán thử từ số 27 ngay chỗ này chúng ta sẽ đi vào từ nào đây cả lớp? Từ by, chính xác. Chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy chỗ này là word shape, là một passive voice đúng không? Được thành lập bởi một ai đó, được chưa? Bởi thì là từ by, chính xác, từ by. Cô sẽ viết thường lại đó, từ by được chưa nào? Và chúng ta chú ý cho cô là trong cái phần viết này chúng ta phải có cả cái phần gọi là phần chính tả nữa, được chưa? Đó, chúng ta by mà chúng ta viết sai thì ta cũng sẽ không có điểm, được chưa nào? Tụi em có thể viết in hoa hoặc là tụi em có thể viết thường như thế nào đó tùy, được chưa? Và cái phần này chúng ta cũng sẽ ghi trực tiếp vô trong bài cho cô luôn, được chưa cả lớp? Rồi, ba chính xác, được chưa? Tiếp theo, in fact, đó, trên thực tế cái công việc này, cái hành động của anh ấy nhanh chóng đã trở nên phổ biến, được chưa? Đến nỗi mà anh ấy đã tìm được rất là nhiều diễn viên hài, được chưa? Đó, muốn tham gia, muốn gia nhập vào công ty của anh ấy và biểu diễn trong các gia đình, đó, đúng không nào? Đó, chúng ta thấy từ số 28, tụi em cho cô từ nào, cái chỗ nào đây? Cái hành động này của anh ấy đã nhanh chóng trở nên phổ biến, đến nỗi anh ấy đã tìm được rất là nhiều này nọ, thì chúng ta thấy là ta đi được chỗ nào? Cô đã nhận thấy câu trả lời của bạn chính là từ more, là thanh trừ là từ to. Rồi, giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy cho cô cái cụm, cái từ này không có lớp, cái từ that. Nó nhanh chóng trở nên phổ biến, đến nỗi mà chúng ta thấy cái từ này hay đi với từ that. Nhanh chóng trở nên phổ biến đến độ mà từ so, chính xác, so that. Nó lại nhanh chóng đến đến nỗi mà so that, chính xác, chỗ này phải là từ so cơ. So that, từ so đó, được chưa? So that, sau so chúng ta sẽ sử dụng là extreme hoặc là adverb, nhanh chóng đến nỗi bạn ấy tìm được rất là nhiều những diễn viên, được chưa? Những người đóng diễn viên hài đó mà muốn tham gia vào gia nhập vào công ty và trình diễn, thì chúng ta thấy là từ số 29, chúng ta sẽ nhìn được cho cô từ 29 là nó có wanted là động từ, đúng không? Vậy là từ này thiếu chủ ngữ, thì từ số 29 tụi em sẽ điền được chủ ngữ là từ gì nằm nằm ở đây đây? Từ who, ok, từ who, chính xác, từ who, được chưa? Hoặc là từ that cũng được, tùy chúng ta, vì nó là chủ ngữ đúng không? Cái này chính là relative clause đúng không nào? Đó, nó chính là relative clause, mệnh đề quan hệ, được chưa? Đó, chỗ này em viết cho cô là từ who hoặc là từ that đều được. Đó, chứ từ hư hoặc là từ đá sẽ được, cô cho nhỏ lại đó, cho nó vô một khung nhìn cho nó dễ. Rồi, được chưa? Từ hư từ đá chỗ này đều được đó. Tiếp, in addition, hơn thế nữa, từ trên nào? Hơn thế nữa đó, hơn thế nữa gì đây? Như là bạn nghĩ cũng như nhiều người khác, được chưa? Sao một diễn viên hài trẻ tuổi có thể nhảy trên sân khấu trong một bộ trang phục rực rỡ và một chiếc mũi màu đỏ rất là to, được chưa nào? Đó đó, và hãy nghĩ kỹ đi, khi bạn có một cái gì đó, được chưa, tại nhà đó,
thì cái câu lạc bộ Comedy Kids này của chúng tôi có thể đến tận nhà bạn và biểu diễn ngay tại cái bữa tiệc của bạn, chỉ cần bạn yêu cầu mà thôi, just ask, chỉ cần bạn yêu cầu mà thôi. Thì từ số 30 tụi em thấy tụi em đi được từ này chỗ này đây, nếu bạn có cái gì tại nhà thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có từ ở đây, và chắc chắn là show sẽ là một danh từ đúng không, một danh từ số ít, party party party, chính xác. Ta nhìn thấy ở dưới đây nó đã gợi ý cho chúng ta rồi, đã có một cái party ở ngay dưới đây rồi đúng không nào, nó đã có gợi ý cho chúng ta rồi, thì trên này chúng ta chỉ cần nhìn và chúng ta cần đi vào một chữ là chữ party mà thôi. Khi mà bạn có cái gì đây, có một cái bữa tiệc tại nhà đúng không nào, đó thì chúng tôi sẽ rất là sẵn sàng tới biểu diễn đúng không nào, đó tổ chức cho bạn được chưa, chỉ cần yêu cầu thôi, just ask, nhấc máy lên rồi gọi yêu cầu thôi đúng không nào. Of course, tất nhiên điều đó thì không giống gì đó với việc biểu diễn ở trên sân khấu, biểu diễn tại gia đình đúng không, không giống với biểu diễn trên sân khấu đó. Vì vậy chúng tôi luôn cái gì đó cho những diễn viên hài ở trong cái câu lạc bộ có khả năng làm việc tốt hoặc là trình diễn tốt ở với một nhóm nhỏ, được chưa, trình diễn trên sân khấu là một nhóm lớn mọi người nhìn lên, còn nhóm nhỏ là gia đình với nhau thôi, thành ra là sẽ có nhiều người biểu diễn trên sân khấu rất là tốt nhưng mà ở trong nhóm nhỏ với nhau thì lại không biểu diễn được. Chính vì vậy mà of course it's not the same, nó không giống như việc trình diễn trên sân khấu. Thì chúng ta thấy là ask, ok, chính xác, chúng ta có từ xem đúng không nào, chúng ta có từ xem ở đây được chưa, vậy thì xem thì đi với giới từ là ask, ok, the same as đó, chúng ta điền vào từ chỗ này là từ as được chưa, đó là chúng ta có điểm được chưa nào. Rồi và cuối cùng, so we always là chúng tôi luôn, và chúng ta nhìn thấy chỗ này cho cô được chưa, ta nhìn thấy chỗ này là chúng ta có cái từ phải này nè, tức là a là từ a đó, a always chắc chắn sau này sẽ là một động từ đúng không, là một động từ mà phải chia đúng thì của nó là thì drop in nữa kìa, được chưa, luôn tìm kiếm những cái người nào, được chưa, mà có thể biểu diễn tốt với lại một nhóm nhỏ thôi, looking 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 for, ok, chính xác, thì chúng ta có giới từ for mà đúng không, về chỗ này chỉ có thể là looking, được chưa, đó looking không có vấn đề gì bàn cãi hết đúng không. Đó, có nhiều bạn tụi em biết được từ này là từ look đúng không, mà chúng ta không dùng in, chúng ta chỉ làm là look thôi là chúng ta sai đúng không, gọi là looking thì chúng ta mới có điểm vì đằng trước của nó rồi, nó có chứ phải re tức là are được chưa nào. Rồi vậy là xong được chưa, và chúng ta thấy 32 câu kết thúc, đúng 32 câu thì được 32 điểm, và chúng ta chỉ có 45 phút để làm bài này mà thôi được chưa, phần bài này ghi trực tiếp trên bài luôn đó. Rồi vậy là hôm nay chúng ta đã xong cái bài test 1 được chưa, tuần sau chúng ta sẽ qua test 2 được chưa nào. Đây là bài đầu tiên nên cô giải thích nhiều hơn, còn những bài lần sau thì chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn cô được chưa nào. Rồi chúng ta có còn câu hỏi gì thắc mắc hay muốn hỏi cô nữa không, nếu không thì hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé. Thắc mắc muốn hỏi gì cô nữa không? Dạ không, cô tụi em đói bụng rồi. Tụi em đói bụng, cô cũng đói bụng đó. Ok class, goodbye and see you next week. Ok.